Bí ẩn vị trưởng lão 160 tuổi ở Hà Nam với thân Phật bất hoại. Liệu phương pháp luyện đan và dưỡng sinh có thật sự tồn tại? Một vị cao tăng 160 tuổi tại Hà Nam trước khi qua đời đã để lại một di ngôn bí ẩn rằng nếu sau 3 năm rời bỏ cõi đời mà thân thể ông vẫn không phân hủy thì chứng tỏ ông đã đạt được thành tựu lớn trong đạo giáo và đắc đạo thành tiên. Điều không ngờ là đã có người mở mộ của ông ra trước thời hạn. Hành động này lại vô tình tiết lộ một bí mật chấn động. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi những bí ẩn về vị trưởng lão 160 tuổi này trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tại chùa Linh Tuyền ở thành phố An Dương thuộc Hà Nam, Trung Quốc, có một bậc thầy vừa tu hành Phật giáo vừa tu luyện đạo giáo tên là Ngô Vân Thanh. Chủ yếu ông luyện tập pháp môn nội đan của đạo giáo có tên là Cửu Chuyển Hoàn Đan Công. Sau này, ông còn tu tập Phật Pháp và đảm nhiệm chức vị trưởng lão tại chùa Linh Tuyền. Năm 1998, khi trưởng lão Ngô Vân Thanh viên tịch, các đệ tử theo di nguyện đã an táng ông vào một chiếc thùng lớn. Đây là một nghi thức an táng đặc biệt dành cho các cao tăng sau khi viên tịch, bao gồm 3 bước là ngồi thùng, niêm thùng và mở thùng. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối là mở thùng. Nếu khi mở ra, cơ thể của nhà sư vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt và cơ thể không bị phân hủy, thì hậu thế có thể đúc lại thân thể của ông thành thân Phật. Vào ngày an táng, nhiều cư dân ở gần cũng kéo đến giúp đỡ và phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Bởi thường sau khi một người qua đời, cơ thể sẽ trở nên cứng đờ, nhưng trưởng lão Ngô Vân Thanh khi được mọi người khiêng lên lại không như vậy. Cơ thể ông đàn hồi một cách rất linh hoạt, khiến những người dân xung quanh càng thêm hiếu kỳ. Hơn nữa, thời điểm này đang vào mùa hè oi ả, nếu cơ thể không có bất kỳ biện pháp bảo quản nào để giảm nhiệt độ, sẽ phát ra mùi thối rữa. Nhưng theo những người có mặt lúc đó, trên người ông lại không có mùi hương bất thường nào. Hiện tượng bí ẩn này bắt đầu được người dân địa phương lan truyền rộng rãi. Ai cũng nói rằng trưởng lão Ngô Vân Thanh không viên tịch mà đã luyện thành bất tử và bay lên trời. Trong 2 năm sau đó, tin tức này vẫn gây xôn xao trong toàn thành phố, khiến cho giám đốc của Bảo tàng Di sản Văn hóa Chùa Linh Tuyền mỗi ngày đều rất lo lắng, bồn chồn không yên. Vậy nên, sau đó ông quyết định mở quan tài sớm, vì lúc này thời tiết vẫn còn rất lạnh, nếu không thành công cũng sẽ không có mùi hôi quá nặng. Tuy nhiên, ông cũng lo sợ nếu mở quan tài vào ban ngày sẽ làm phiền đến người dân gần đó, nên đành phải chọn thời gian vào ban đêm để khởi công. Đêm ngày 24 tháng 12 năm 2000, một vài nhân vật bí ẩn đã lặng lẽ xuất hiện trong chùa Linh Tuyền ở Hà Nam. Sau một thời gian vật vã, họ cuối cùng đã mở được ngôi mộ chôn cất chưa đầy 3 năm. Nhưng khi quan tài được mở ra, cảnh tượng bên trong đã khiến tất cả mọi người có mặt phải bất ngờ sửng sốt. Một vị cao tăng 160 tuổi, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư thối. Phải chăng ông đã tu luyện thành công một đạo thuật kim đan đặc biệt? Khi bức tường bằng đá được mở ra sau hơn 2 năm, quan tài của trưởng lão Ngô Vân Thanh hiện ra trước mặt mọi người. Trước lúc mở quan tài, mọi người lo ngại mùi hôi thối quá nặng, nên còn đặc biệt mở một lỗ nhỏ trên thùng. Tuy nhiên, bên trong lại không có mùi lạ nào, giống như người vừa mới qua đời. Các nhân viên bắt đầu dũng cảm mở toàn bộ miệng thùng và vô cùng sửng sốt khi thấy sắc mặt của trưởng lão Ngô Vân Thanh vẫn còn hồng hào. Toàn thân vẫn hoàn hảo và thậm chí tóc còn có ánh bạc mờ nhạt. Thi thể ngồi thiền trong thùng suốt 2 năm lại không có dấu hiệu phân hủy nào. Phải chăng lời tiên tri của vị trưởng lão thật sự đã thành hiện thực? Trong lúc mọi người đưa cơ thể ông ra khỏi bồn, các nhân viên phát hiện khi chạm vào toàn thân trưởng lão vẫn còn mềm mại, cơ bắp cũng rất đàn hồi. Trước lúc được an táng, chân trưởng lão Ngô Vân Thanh còn đi một đôi giày và khi tháo giày thì chân ông vẫn còn trắng trẻo. Tất cả mọi người có mặt cùng nâng cơ thể sống động này lên, căn chỉnh lại động tác ngồi của ông như nguyên bản và công khai cho tất cả người dân xem. Thông tin về việc di ngôn của trưởng lão Ngô Vân Thanh đã được chứng thực, nhanh chóng lan rộng đến tai của người dân.
dân làng từ khắp nơi lập tức kéo đến để đảnh lễ nhục thân Phật sống này. Cơ thể của ông được đặt trong một quan tài pha lê trị giá 500.000 nhân dân tệ để bảo vệ. Tuy nhiên, khi truyền thông đưa tin về sự việc này, chủ đề ông lão 160 tuổi được chôn cất 3 năm mà thi thể không bị thối rữa ngay lập tức gây ra nhiều nghi vấn. Có một số người cho rằng đây chỉ là một trò lừa đảo và cơ thể này chắc chắn đã được xử lý chống phân hủy. Ngay cả nhiều chuyên gia và giáo sư cũng thẳng thắn nói rằng, đứng trên lập trường khoa học, nếu thi thể không được xử lý thì sẽ không thể xảy ra hiện tượng như vậy. Cuối cùng, dưới áp lực của dư luận, giám đốc mới được bổ nhiệm phải đồng ý tiến hành kiểm tra toàn diện. Cơ thể của trưởng lão Ngô Phân Thanh được đặt trong lồng kính bảo vệ. Các chuyên gia ban đầu nghi ngờ rằng mùi hương thảo mộc lạ bên trong có vấn đề. Nhưng khi kết thúc việc phân tích khí, họ phát hiện ra rằng những mùi đó chỉ là do gỗ long não bên trong lồng kính phát ra. Lúc này, họ vẫn không bỏ cuộc nên tiếp tục kiểm tra mô da của thi thể. Kết quả cho thấy, trong cơ thể trưởng lão Ngô Vân Thanh chỉ còn lại mô liên kết dạng sợi. Mô liên kết dạng sợi này không còn bất kỳ thành phần tế bào nào, chứng tỏ nó thực sự đã tự nhiên khô lại. Liệu đó có phải là minh chứng cho việc cơ thể của vị trưởng lão thực sự không qua bất kỳ quá trình xử lý đặc biệt nào? Một số người lúc này lại đưa ra một câu hỏi khác, rằng có khi nào trưởng lão Ngô Vân Thanh đã nắm bắt được kỹ thuật bảo quản nào đó khi còn sống? Lúc này, môn đồ của trưởng lão Ngô Vân Thanh là Tô Hòa Nhân cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Ông cung cấp cho các chuyên gia một thông tin bùng nổ hơn. Điều này cũng vô tình tiết lộ bí quyết tu luyện bí ẩn nhất của đạo giáo. Thông qua Tô Hòa Nhân, các chuyên gia đã biết được rằng thực ra trưởng lão Ngô Vân Thanh đã sớm biết thời gian mình sẽ ra đi. Trước khi lâm chung, trong nửa tháng đầu, vị trưởng lão không ăn bất cứ thứ gì mà chỉ uống một chút nước để duy trì nhu cầu của cơ thể. Sau đó trong nửa tháng tiếp theo, ông thậm chí còn không uống nước. Tuy nhiên, tin tức này lập tức khiến các chuyên gia cảm thấy khó tin. Vì theo lý thuyết thông thường, người bình thường không ăn không uống chỉ sau 3 đến 7 ngày sẽ bị suy chức năng cơ thể. Việc không ăn uống trong 15 ngày thực sự là không phù hợp với khoa học. Mặc dù từ góc độ khoa học là khó hiểu, nhưng phương pháp này lại có sự giải thích rõ ràng trong đạo giáo. Đây là một trong những phương pháp dưỡng sinh của đạo giáo. Theo lý thuyết đạo giáo, khi người tu hành có thể mở ra hoàn toàn các kênh năng lượng trong cơ thể, họ sẽ có thể hấp thụ tinh khí đất trời để bổ sung năng lượng cho bản thân. Có lẽ trưởng lão Ngô Vân Thanh đã áp dụng phương pháp dưỡng sinh của đạo giáo để thanh lọc hoàn toàn những tạp chất trong cơ thể trước khi qua đời, đưa cơ thể vào trạng thái mất nước hoàn toàn. Trong lúc an táng, một lớp tro cũng được rải dưới đáy thùng để hấp thụ độ ẩm, sau đó thắp đèn dầu để tiêu thụ hết oxy bên trong bồn. Trong môi trường như vậy, rất khó để vi khuẩn và vi sinh vật phát triển. Khi đó, một cơ thể bất hoại sẽ được hình thành. Tuy nhiên, phương pháp này thực sự rất khó để thực hiện trong thực tế. Một số giai đoạn vẫn không phù hợp với logic của khoa học. Nhưng ngoài giải thích này thì dường như không còn câu trả lời nào tốt hơn. Sau khi giải quyết câu hỏi về cơ thể không bị phân hủy, lại có người đặt ra nghi vấn về tuổi tác của Ngô Vân Thanh. Liệu ông có thật sự sống đến 160 tuổi không? Thực ra câu hỏi này cũng khiến các chuyên gia cảm thấy khó khăn, vì phương pháp xác định tuổi xương gần như không có tác dụng với hầu hết người cao tuổi. Nếu đánh giá dựa trên thông tin truyền thông trong quá khứ, có thể nhiều nội dung trên đã bị phóng đại. Để làm rõ tuổi thật của vị trưởng lão, phóng viên đã 5 lần đến địa phương để thăm dò và phát hiện rằng nhiều người cao tuổi từ 7-80 tuổi đều nói rằng trong ký ức của họ, Ngô Vân Thanh trông như một ông lão nhỏ bé. Một ông lão tên Tả Vượng Nghiệp nói rằng khi ông còn trẻ, trưởng lão Ngô Vân Thanh đã là một ông lão râu tóc bạc trắng, khoảng 7-80 tuổi rồi. Thậm chí có một số người lớn tuổi còn cho biết lúc nhỏ họ đã từng sờ râu của vị trưởng lão này. Điều kỳ lạ hơn nữa là mỗi khi có ai đó hỏi về tuổi của mình, câu trả lời của Ngô Vân Thanh luôn nằm trong khoảng từ 40 đến 70 tuổi. Các phóng viên dựa trên kết quả điều tra đã suy đoán rằng trưởng lão Ngô Vân Thanh ít nhất cũng đã có tuổi thọ hơn 100 tuổi. Còn việc ông có thực sự 160 tuổi hay không thì vẫn chưa xác định được. Mọi người chợt nhớ lại trong lúc sinh thời, vị trưởng lão cũng đã sáng tác một bài thơ như một cách tự trêu chọc bản thân rằng khi xưa từng là người trăm tuổi,
giờ đây lại sống, lại càng trẻ trung. Có lẽ trong sự hài hước của trưởng lão đã tiết lộ một phần bí mật của sinh mệnh. Hiện tượng hóa hồng kỳ bí. Cao Tăng qua đời, hóa thành cầu vồng biến mất trước mắt mọi người. Khi một Cao Tăng đắc đạo qua đời, sẽ hóa thành ánh sáng cầu vồng và biến mất ngay trước mặt mọi người. Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt trong một tác phẩm điện ảnh truyền hình, mà là một sự kiện có thật đã xảy ra ngoài đời thực, còn gọi là hiện tượng hồng hóa. Nghĩa là khi một vị Cao Tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định, và khi viên tịch thì có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng mà bay đi. Có nhiều video quay lại cảnh tượng hồng hóa lúc bấy giờ, hiện vẫn còn được lưu giữ. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2006, một vị Cao Tăng Phật giáo Tây Tạng là Rinpoche, A Tông Bạch Lạc, gọi điện cho một trong những đệ tử tục gia của mình, yêu cầu anh ta đến Hồng Kông và nói rằng mình có chuyện muốn nói. Người đệ tử tục gia này là ông Vương của hãng hàng không Hải Nam, sau khi nhận được điện thoại đã vội vã đến Hồng Kông ngay lập tức. Nhưng khi đến nơi, ông thấy rằng sư phụ A Tông Bạch Lạc đang ngồi thiền trên đệm, trong khi các đệ tử khác đang ngồi xung quanh bên dưới. Khung cảnh vô cùng trang nghiêm, như thể có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra. Sau đó, ông Vương được cho biết rằng nguyên nhân của gọi gấp gáp này là do sư phụ A Tông Bạch Lạc sắp qua đời và sẽ tọa hóa. Nhưng lúc này, trong lòng ông Vương tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù A Tông Bạch Lạc được tín đồ tôn vinh là Phật sống, nhưng ông không phải là Phật thật, làm sao ông biết rằng mình sắp qua đời? Suy nghĩ mãi cũng không được, ông chỉ tìm một tấm nệm và lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra trước mắt khiến ông cả đời không thể nào quên được. Ban đầu sư phụ A Tông Bạch Lạc ngồi khoanh chân trên đệm nhìn rất bình thường. Nhưng một lúc sau, cơ thể của A Tông Bạch Lạc dần trở nên trong suốt và dường như sắp biến mất. Không lâu sau, cơ thể ông ấy trở nên hoàn toàn trong suốt rồi biến mất trước mắt của mọi người. Nếu không nhờ chiếc quạt lung công được đặt trước mặt A Tông Bạch Lạc trước đó, thật khó tin rằng có một người đã ngồi ở đây. Ở nơi ông ngồi, mọi người đã phát hiện thấy có một luồng ánh sáng trắng đỏ thoáng qua. Trùng hợp là vào ngày hôm ấy, một tờ báo ở Cửu Long Hồng Kông đã đăng một bức ảnh của nơi này, trong đó là hình ảnh cầu vồng kép xuất hiện cực hiếm thấy. Lúc cầu vồng xuất hiện cũng chính là lúc ngài A Tông Bạch Lạc qua đời. Có thể nói rằng đây là hiện tượng hồng hóa được ghi lại trong kinh Phật. Nói một chút về hồng hóa, hiện tượng hồng hóa là chỉ việc một cao tăng trong lúc tu hành Phật pháp đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Khi cao tăng qua đời, cơ thể sẽ dần dần thu nhỏ lại hoặc biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng cầu vồng và những đám mây mang điềm báo của những điều tốt lành xuất hiện trên bầu trời. Tất cả những điều này trùng hợp với những cảnh xuất hiện cùng lúc A Tông Bạch Lạc qua đời. Tất nhiên, một sự kiện bí ẩn như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự nghi ngờ. Có người nghi ngờ tính xác thực của những bức ảnh tại hiện trường và đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để chứng minh rằng những bức ảnh đó có thể là giả. Anh ấy đã chuẩn bị một hộp cà phê dùng để mô phỏng cơ thể của ngài A Tông Bạch Lạc, sau đó sử dụng chức năng tua nhanh chậm của máy ảnh gia đình. Khi hộp cà phê bị lắc nhanh, ảnh ảo của hộp cà phê sẽ xuất hiện. Dường như hộp cà phê cũng biến mất vào cõi cực lạc. Bằng cách so sánh hai bức ảnh, chúng ta thực sự có thể nhận thấy rằng có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy hay không? Nếu suy xét kỹ càng từ một góc độ khác, thì rõ ràng đây là lời giải thích chưa chính xác. Đầu tiên, A Tông Bạch Lạc nói rằng mình sắp viên tịch trước mặt mọi người. Trong khung cảnh nghiêm túc và trang trọng như vậy, liệu A Tông Bạch Lạc, người được xem như một vị Phật sống, có thể không ngừng lắc lư cơ thể của mình để tạo ra ảnh ảo được hay không? Nếu cảnh tượng đó xảy ra, thì tuyệt đối còn đáng xem hơn cả hồng hóa. Hơn nữa, trong cùng ngày còn có cầu vồng kép được đăng trên báo Cửu Long. Những dấu hiệu này chắc chắn là hoàn toàn giống với hiện tượng hồng hóa của Cao Tăng được mô tả trong Phật giáo Tây Tạng. Và điều này cũng khiến người ta không thể giải thích được. Tuy nhiên, hiện tượng hồng hóa của các Cao Tăng không chỉ xuất hiện ở Hồng Kông vào năm 2006. Ngay từ năm 1952, một chỉ huy của quân khu Tây Tạng cũng đã chứng kiến hiện tượng hồng hóa kỳ bí của một vị Cao Tăng tên là Tắc Nam Lãng Kiệt. Một ngày nọ, ông nhận được lời mời từ vị Cao Tăng này nói rằng sẽ có một chuyến đi xa và hy vọng rằng vị tư lệnh có thể đến tiễn ông một chuyến. Ban đầu ông nghĩ rằng ngày ấy sẽ đi du hành khắp thế giới để cứu độ tất cả chúng sinh, nên ông đã sẵn sàng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, ông đưa lính canh đến ngôi chùa ấy để tiễn vị Cao Tăng. Khi bước vào bên trong, ông thấy tất cả mọi người trong chùa ngồi xung quanh,
còn ngày ấy ngồi ở phía tây, tay gõ mõ, miệng niệm kinh Phật, trông không có vẻ gì là sắp đi xa. Sau khi hỏi các đệ tử mới biết, vị cao tăng này nói muốn đi xa, nghĩa là ông sắp viên tịch. Và đó chính là ngày hôm nay. Vị tư lệnh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước kia chỉ nghe câu chuyện cao tăng hồng hóa trong kinh sách và chuyện kỳ bí, nên tư lệnh vẫn còn nghi ngờ. Hôm nay đã có thể tận mắt chứng kiến. Thế là ông đã đứng trong tiền sảnh của ngôi đền cùng với các binh sĩ nhìn vào vị cao tăng sắp hồng hóa. Đợi đến khi tất cả các tu sĩ khác trong chùa đều có mặt, các đệ tử ngồi xung quanh cao tăng. Đầu tiên, mọi người nghe thấy một tiếng gầm giống như cổ họng ngài bị bóp nghẹt. Sau đó, ngài ngã xuống, khiến mọi người đều sững sờ. Một lúc sau, một tiếng gầm lại vang lên lớn hơn trước. Mọi người nhìn thấy vị cao tăng sống lại, từ chỗ ngồi đứng dậy. Mọi người sau khi hết sức kinh ngạc thì chỉ nghe thấy một tiếng động lớn khác như có rung bão nổi lên. Nơi vị cao tăng vừa ngồi lúc này trống không, sự hồng hóa của ngày ấy chỉ kéo dài vài chục giây. Ngay lúc này, một đám mây đỏ xuất hiện trên bầu trời và bay hướng tây. Có người đã cẩn thận kiểm tra nơi mà vị cao tăng vừa ngồi, không thấy có bất kỳ dấu vết nào. Dường như chưa từng có ai ngồi ở đó cả. Điều bất ngờ xảy ra trước mắt khiến những người có mặt cảm thấy không tin vào mắt mình. Nhưng những hiện tượng biến mất hoàn toàn của cơ thể chỉ là một biểu hiện của hiện tượng hồng hóa. Theo ghi chép của Phật giáo Tây Tạng, thực sự còn có một phương pháp hồng hóa, trong đó cơ thể sẽ dần dần thu nhỏ lại. Vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 1998, nhà sư Kenpo Acho đã qua đời sau khi trăn trối vài lời cho các đệ tử của mình trong một ngôi chùa đơn sơ ở Kham, Tây Tạng. Trước khi qua đời, vị sư già nằm trên giường cầm tràng hạt và không ngừng niệm kinh Phật với vẻ mặt vô cùng bình yên. Vào lúc 7 giờ tối, các đệ tử lòng đầy xót thương chuẩn bị chôn cất thi thể thầy theo phong tục của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi cởi y phục của thầy ra và chuẩn bị đắp cho người chiếc áo cà sa, thì một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra trước mắt. Họ thấy những nếp nhăn già nua trên cơ thể thầy đã biến mất và làn da đã hoàn toàn trở nên trắng trẻo, mềm mại như một đứa trẻ 7-8 tuổi, hoàn toàn không phải hình dáng của thầy trước kia. Đặc biệt là vòng eo của sư phụ đã thu nhỏ lại rất nhiều so với lúc còn sống. Nhưng điều kỳ diệu hơn đó là hai ngày sau, một đệ tử vào căn phòng thiền nơi để thi thể thầy để trông lại đèn cúng thì tình cờ phát hiện ra thân thể của sư phụ dường như càng thu nhỏ lại. Các đệ tử ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ vội vã đến ngôi chùa gần đó tìm nhà sư Akio Kenpo. Ông nói rằng không được di chuyển cơ thể của thầy trong vòng 7 ngày. Hơn nữa, chỉ những người thường chăm sóc thầy ấy hàng ngày mới được vào căn phòng đó. Thời gian trôi qua đến ngày thứ 8, khi các đệ tử chuẩn bị chôn cất sư phụ, thì phát hiện rằng cơ thể của người đã trở thành thu nhỏ, chỉ còn khoảng 26cm. Trên trần nhà, mọi người còn nhìn thấy một dãy ánh sáng như chiếc đèn neon nhiều màu. Điều này khiến những người có mặt đều sững sờ. Vậy hình ảnh cầu vồng tượng trưng cho những điểm lành của hiện tượng hồng hóa trước mắt mọi người đã hình thành như thế nào? Về nguyên lý, cầu vồng xuất hiện là do trong không khí có một số lượng lớn các giọt nước nhỏ bị mặt trời chiếu trực tiếp vào sẽ xảy ra hiện tượng tán sắc và phản xạ tạo thành cầu vồng. Với những ai đã từng đi du lịch Tây Tạng sẽ biết rõ, trên cao nguyên tuyết trắng có những ngày ít mây do không khí loãng và nhiều ánh nắng tạo điều kiện hình thành lên cầu vồng. Một số người đã đi đến kết luận rằng hầu hết các nhà sư lỗi lạc đã qua đời vào tháng 7 và tháng 8. Đó là mùa mưa ở Tây Tạng. Mùa này ở hầu hết các vùng của Tây Tạng có thể thường xuyên nhìn thấy được cầu vồng. Rõ ràng điều kiện tự nhiên tuyệt vời ở Tây Tạng đã trở thành điều kiện hoàn hảo cho sự hồng hóa của các cao tăng. Nhưng làm sao người ta biết được thời điểm cụ thể của cái chết? Thân thể làm sao có thể biến mất dưới ánh mắt của mọi người trong vòng vài giây? Có người cho rằng nó có liên quan gì đó đến phương trình khối lượng, năng lượng do Einstein đề xuất trong thuyết tương đối. Những cao tăng này có thể sử dụng phương pháp nào đó để biến đổi khối lượng cơ thể họ thành năng lượng và phát ra để cơ thể vật lý biến mất. Nhưng điều này liệu có khả thi? Thực tế, chúng ta có thể biết thông qua suy nghĩ đơn giản. Nếu các cao tăng hồng hóa là đang giải phóng năng lượng, thì năng lượng được chuyển hóa bởi khối lượng cơ thể vài chục ký có sức hủy diệt rất lớn, thậm chí có thể gây ra một vụ nổ trong bán kính hàng chục km. Nhưng rõ ràng chúng ta chưa từng nghe nói về việc một ngôi chùa nào bị nổ tung khi một cao tăng hồng hóa. Có người còn nói, phải chăng vật chất sinh ra hiệu ứng hủy diệt, sau đó bị hấp thu thành proton rồi phát ra trong vũ trụ khiến vật thể biến mất. Nhưng trên thực tế, vấn đề lớn nhất cũng giống như phương trình khối lượng, năng lượng trước đó. Năng lượng được phát ra sẽ bị tiêu hao ở đâu?
khi vật chất và phản vật chất va chạm và hủy diệt, chúng sẽ giải phóng một năng lượng khổng lồ. 1 gram năng lượng giải phóng khi phản vật chất va chạm với 1 gram vật chất và bị triệt tiêu, tương đương với tổng năng lượng do nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới tạo ra trong 12 giờ. Đối với một cơ thể có trọng lượng hàng chục kg, năng lượng sinh ra từ quá trình phân hủy toàn bộ các chất của nó là không thể tưởng tượng được. Nếu nó bị phân hủy ngay lập tức, năng lượng giải phóng đủ để phá hủy tất cả các tòa nhà trong một thành phố. Hai cách giải thích có vẻ khoa học này rõ ràng là không đầy đủ. Trải qua hàng ngàn năm, văn hóa Phật giáo vẫn có thể được lưu truyền. Ngay cả trong xã hội ngày nay, với nền văn minh và công nghệ phát triển cao, Phật giáo vẫn được thế giới ca ngợi là một trong 3 tôn giáo lớn trên thế giới. Và văn hóa Phật giáo vô cùng huyền bí. Nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, điều kỳ diệu không thể giải thích này có thể khiến nhân gian tin vào thiện ác, nhân quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Thật ra trên thế giới này vẫn luôn có rất nhiều điều khoa học chưa thể giải thích được. Đây là phép màu hay khoa học? Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những điều tưởng chừng như vô lý. Nhưng bản thân sự việc luôn có tính hợp lý tất yếu, cũng giống như hiện tượng hồng hóa. Mặt khác, nó cũng phản ánh niềm mơ ước của con người về thế giới sau khi mất đi. Mặc dù chúng ta không thể giải thích được những điều kỳ diệu đi ngược lại với khoa học đã biết này, nhưng chỉ cần chúng ta đối mặt với tất cả những điều kỳ diệu trong cuộc sống bằng lòng tôn kính và bao dung, có thể chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn thế. Hành giả vô danh qua đời trong tư thế thiền định, để lại nhiều hạt xá lợi châu nhỏ. Một đoàn làm phim đã bất chấp mưa gió để đến thăm nơi mà vị hành giả này đã qua đời. Tại đây, họ đã được người dân làng kể lại những câu chuyện thú vị về cuộc đời của một vị thiền sư kỳ lạ. Nơi thiền của ông nằm trên một sườn đồi cách ngôi làng khoảng tầm 40 phút di chuyển. Vào ngày ông qua đời, vô số các hành giả khác đều tập trung trước túp lều thiền của ông để thiền định. Trong những giây phút cuối đời, vị hành giả đã ở trong túp lều này để chiêm nghiệm lại quãng thời gian trong suốt 30 năm cuộc đời của mình. Nằm trên vách núi treo leo, túp lều nhỏ này là nơi hàng ngày ông ngồi trong đó để thiền định. Ngay cả lúc ngủ, ông cũng giữ nguyên tư thế ngồi của mình. Ở vị trí ngồi này nhìn ra, khiến tâm trạng của người hành thiền vô cùng bình yên. Thông qua cửa sổ túp lều, vị hành giả có thể nhìn thấy những khung cảnh núi non tráng lệ bên ngoài. Cảnh thiên nhiên bên ngoài gần như đối lập với hình ảnh bên trong túp lều. Không gian bên trong túp lều rất đơn giản, với một vài vật dụng cơ bản và các vật nghi lễ để thiền định. Mặc dù nhiều năm qua, dân làng muốn lắp đặt cho ông một bếp lò bên trong, nhưng vị hành giả này đều từ chối. Túp lều này đã trở thành sợi dây liên kết giữa ông và dân làng. Những người dân thường xuyên đến đây để thăm hỏi, nghe lời chỉ dạy của ông mỗi lần họ cảm thấy khó khăn và mất phương hướng trong cuộc sống. Qua cửa sổ, vị hành giả này có thể trả lời các câu hỏi của dân làng, cũng như dân làng có thể trò chuyện với ông một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chưa một ai được trực tiếp nhìn thấy mặt của ông ấy. Bên cạnh túp lều nhỏ cũng có một thung lũng rộng lớn. Bên trong thung lũng là một hang động khổng lồ. Nhiều hành giả khác đã đến và tu hành ở đây. Họ để lại dấu chân trên đá như một minh chứng rằng mình đã từng nhập thất tu hành tại nơi này. Các nhân viên trong đoàn làm phim cũng đã tìm được một loạt dấu chân trên nóc túp lều thiền định của vị hành giả này trước khi ông ấy qua đời. Nhiều người cho rằng dấu chân này do ông ấy để lại trong quá trình tu tập của mình. Sau nhiều ngày không đến, vào một ngày kia, khi mọi người lại đến thăm ông như thường lệ, sau vài tiếng gọi vẫn không nghe thấy ông trả lời, mọi người bèn nói với nhau rằng sẽ ở bên ngoài chờ đợi, vì họ nghĩ có thể lúc đó vị hành giả này đang nghỉ ngơi. Nhưng họ đã đợi rất lâu vẫn không thấy ông gọi mọi người như những lần trước. Một người dân làng đến bên cửa sổ, lớn tiếng hơn một chút để gọi ông, nhưng không khí vẫn vô cùng im lặng. Điều này không giống ông thường ngày chút nào, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Sau khi bàn nhau một lúc lâu, họ quyết định mở cửa vào trong, điều mà họ chưa từng làm trong mấy chục năm qua. Bởi vì sự khác thường của ông khiến dân làng rất bất an. Dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi và chỉ có một mình. Khi mở cửa bước vào, mọi người sững sờ nhìn thấy ông ấy ngồi im bất động dưới tư thế thiền. Ông đã viên tịch trong lúc thiền định. Gương mặt ông ấy vô cùng an nhiên và bình yên. Sau khi một bác sĩ trong làng kiểm tra tình hình của ông, họ đã thông báo có lẽ thời gian ông viên tịch là cách đây khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi được phát hiện, cơ thể ông không hề lạnh lẽo hay có dấu hiệu thối rữa, mà thậm chí còn hơi ấm. Tất cả những hiểu biết của mọi người về vị hành giả bí ẩn này chỉ được tiết lộ sau khi ông viên tịch. Đoàn làm phim là một trong những người vinh dự
được bước vào phòng của ông. Các đồ vật nghi lễ của ông được trưng bày ngay ngắn. Bên cạnh là nhiều bức chân dung của ông ấy do các học viên đã từng được nhìn thấy ông ấy vẽ nên. Họ treo chúng lên tường để kỷ niệm và để những người có dịp đến thăm túp lều của ông sau này được chiêm ngưỡng chân dung của bậc hành giả này. Một bức ảnh của vị hành giả này nhiều năm trước cũng được tìm thấy. Đây cũng chính là bức ảnh những người dân trong làng đã sử dụng để đưa ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hỏa táng, vị hành giả sẽ được đặt trong một lò hỏa táng được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho ông. Mọi người đều không biết rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là phép màu. Nhưng khi bắt đầu lễ nghi hỏa táng, có một cầu vồng đôi cùng xuất hiện xung quanh mặt trời. Điều này gần giống như hiện tượng hồng hóa thành cầu vồng ở các cao tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Khi tu đạt thành công, khi viên tịch có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng sau khi hỏa táng, hoặc trực tiếp biến mất dần trước mắt mọi người. Sau khi kết thúc buổi lễ, lò hỏa táng sẽ được niêm phong trong 7 ngày. Có rất nhiều người dân Tây Tạng không ngại xa xôi đã đến đây để đảnh lễ, mặc cho đường xá lúc này rất trơn trượt và lầy lội. Sau 7 ngày, lò hỏa táng được mở ra. Mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều hạt nhỏ màu trắng như ngọc trai đọng trên những bông hoa giả bên cạnh. Người Tây Tạng nói rằng những viên xá lợi này được hình thành từ xương cốt của vị hành giả. Ông ấy dành chúng để làm quà tặng cho các học viên, hy vọng họ sẽ có thêm niềm tin và ý chí để tiếp tục thực hành những lời mà Đức Phật đã dạy. Đối với những nhà sư, đây là một điều rất hạnh phúc và xúc động, bởi vì đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp nhìn thấy hiện tượng này. Đây cũng là bằng chứng cho thấy họ đã từng có một vị hành giả tuyệt vời ở bên cạnh mình. Ông ấy không cần nhiều người biết đến, thậm chí không quá nhiều người biết tên. Không cần một ngôi chùa khang trang để thoải mái tu học, chỉ cần một túp lều nhỏ. Thông thường những vị hành giả sẽ giữ bí mật về thành tựu của mình trong suốt cuộc đời. Chỉ khi đến lúc cử hành nghi lễ hỏa táng, mọi người mới có thể thấy được kết quả của sự tu tập tâm linh như một minh chứng quý giá cho thành tựu của vị hành giả này. Những học viên của ông đã quyết định chia sẻ phước lành cho dân làng với những di vật này để truyền đạt trí tuệ, lòng trắc ẩn của ông. Vị hành giả này đã dùng cả đời của mình để thiền định và giải đáp những câu hỏi của những người dân trong làng. Sau khi viên tịch, những thành tựu mà ông để lại vẫn còn tác động sâu sắc đến người dân Tây Tạng và soi sáng trái tim mỗi người. Cuộc đời Đại sư Tinh Vân, Phật quang nhiều lần xuất hiện khi người thuyết pháp. Một triết gia từng nói, nếu một người cười khi anh ta chết, trong khi những người khác đang khóc, thì đây chính là một sự viên mãn cả đời người. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức là buổi chiều của ngày rằm tháng giêng âm lịch năm Quý Mão, vị cao tăng Tinh Vân đã viên tịch. Đây là vị tổ sáng lập Phật Quang Sơn ở Đài Loan và là người sáng lập Hiệp hội Phật Quang Quốc tế. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình dùng văn hóa để quảng bá Phật giáo và dùng đức hạnh để cảm hóa thế nhân. Khi Đại sư Tinh Vân qua đời, trên khuôn mặt ông vẫn nở một nụ cười thanh thản. Nhưng các tín đồ và người dân ở cả hai bờ eo biển đều đang khóc thương ông. Hồng Tú Trụ và những người nổi tiếng khác thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan, cũng như Văn phòng Sự vụ Trung ương Đài Loan, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Có thể thấy rằng cuộc đời 96 năm của ông ấy đã viên mãn. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống lắng nghe đôi điều về cuộc đời huyền thoại của vị đại sư này. Vào tháng 8 năm 1927, Đại sư Tinh Vân sinh ra ở Giang Tô, tục danh là Lý Quốc Thâm, pháp hiệu là Ngô Triệt. Đại sư Tinh Vân có mối liên hệ sâu sắc với Phật giáo từ khi còn nhỏ. Theo lời những người lúc đó kể lại rằng, lần đầu tiên được mẹ ôm vào lòng, mặt của ông ấy một nửa đỏ bừng, một nửa trắng bệch, mãi đến hơn 2 tuổi mới bình thường trở lại. Chịu ảnh hưởng của bà ngoại, tin vào đạo Phật, ông đã ăn chay trường từ 5 năm tuổi. Sau khi chiến tranh xâm lược Trung Quốc nổ ra năm 1937, cha ông ấy đang mưu sinh ở Nam Kinh. Sau vụ thảm sát ở Nam Kinh, sống chết không thể lường trước, hai mẹ con trên đường đi tìm kiếm. Đại sư Tinh Vân lúc này vẫn còn rất trẻ, đã nhìn thấy binh lính và xác chết khắp thành đô. Khi đi ngang qua núi Thê Hà, ông bỗng nhiên dừng lại nhìn trầm ngâm. Tình cờ lúc đó có một nhà sư ở núi Thê Hà, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Đại sư Tinh Vân có duyên với Phật giáo, liền hỏi ông ấy, cậu bé, con có muốn xuất gia không? Trong mắt ông bỗng lét lên rực rỡ, và Đại sư Tinh Vân đã ngay lập tức đồng ý lời đề nghị này, không hề suy nghĩ.
Vào tháng 2 năm 1939, Đại sư Tinh Vân lúc này mới 12 tuổi, xuất gia tại chùa Thê Hà ở Nam Kinh. Ông ấy tôn sư Chí Khai làm thầy và thọ giới đầy đủ trước mặt tất cả các nhà sư. Sư phụ sợ ông còn nhỏ, không chịu nổi khảo nghiệm, không thể một lòng hướng Phật, nên xin sư thầy thắp hương làm cho vết sẹo lớn hơn một chút, mong đợi ông ấy sau này có được những thành tựu trong Phật giáo. Vị thầy dùng lực thổi mạnh, điều kỳ lạ đã xảy ra. Hộp sọ của Đại sư Tinh Vân đột nhiên lõm xuống. Mọi người có mặt lúc đó vô cùng bất ngờ. Sau đó Đại sư Tinh Vân gần như mất trí nhớ. Dù cố gắng thế nào cũng không thể lĩnh hội Phật Pháp và trở thành một cậu bé ngốc nghếch. Sư phụ nói với ông rằng thờ cúng Quán Thế Âm Bồ Tát có thể gia tăng trí tuệ và được ban phước. Thật không ngờ, hai tháng sau, Đại sư Tinh Vân đột nhiên bước vào một cảnh giới chưa từng có. Khi ông đọc kinh Phật, cũng giống như quan sát bản đồ tinh vân trong vũ trụ bao la, cảm thấy tự do, không bị gò bó về thể xác lẫn tinh thần. Từ đó, lấy danh hiệu là Tinh Vân. Cảnh giới của Đại sư Tinh Vân rốt cuộc uyên thâm đến bao nhiêu? Người ta nói rằng Đại sư Tinh Vân đang thuyết pháp. Gần 1.000 đệ tử và cư sĩ có mặt đã nhìn thấy một ánh sáng vàng của Đức Phật xuất hiện xung quanh ông. Có thể nói rằng Đại sư Tinh Vân là một nhà sư lỗi lạc thực sự đến từ Trung Hoa Dương Quốc và đã đi từ Trung Quốc ra thế giới. Trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy đã hoàn toàn từ bỏ những thứ như sự sống và cái chết, giành lợi và những ham muốn mà thế giới không thể hiểu được. Thuở nhỏ nhà nghèo, cơm ba bữa không đủ ăn, trốn chạy lưu lạc trong chiến loạn, ông đã nếm trải súng đạn cả đời. Năm 1949, Đại sư Tinh Vân nhận lệnh của Đại sư Chí Dũng. Ông dẫn đầu một đội giải cứu nhà sư vượt biển đến Đài Loan để hoằng dương Phật Pháp. Nhưng ngay sau khi đến Đài Loan, Đại sư Tinh Vân và nhóm của ông đã bị quy kết là gián điệp, bị bắt bỏ tù. 2-3 ngày sau, dưới sự giải cứu của vợ tướng quân Tôn Lập Nhân, bà Trương Thanh Dương và những người khác, Đại sư Tinh Vân và nhóm của ông đã giành được tự do. Tuy nhiên, sự cố này đã không khiến ông nản chí quay về. Ông chọn ở lại Đài Loan để hoàn thành sự phó thác ban đầu, dựa vào ngòi bút để tiếp tục sứ mệnh của mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Đại sư Tinh Vân đã đóng góp các bài viết cho các tờ báo truyền thông khác nhau, lấy lời văn để tuyên dương Phật giáo. Kết quả là ông đã vô tình mở ra một con đường hoằng dương Phật Pháp tại nơi này thông qua văn hóa. Điều này khiến Đại sư Tinh Vân cảm nhận rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục. Năm 1964, ông thành lập Học viện Phật giáo Thọ Sơn tại chùa Thọ Sơn Cao Hùng. 3 năm sau đó, ông dẫn các đệ tử đến thị trấn Đại Thụ, huyện Cao Hùng. Lúc này vẫn còn một vùng đất đồi núi cằn cỗi, cỏ dại mọc um tùm, giao thông đi lại bất tiện. Muốn xây học viện cần phải dựa vào chính sức người, rời đá chuyển đất, rời núi lấp mương. Nhưng ông không vì thế mà chán nản bỏ cuộc. Thầy trò Đại sư Tinh Vân sau 10 năm đã hoàn thành mọi thứ. Phật Quang Sơn được thành lập, nổi tiếng khắp thế giới, và giáo dục Phật giáo ở Đài Loan đã tiếp diễn kể từ đó. Trong vài thập kỷ qua, Đại sư Tinh Vân đã tổ chức và thành lập nhiều cơ sở giáo dục phúc lợi công cộng tại nhiều vùng khác nhau ở Đài Loan, bao gồm hơn 50 trường đại học, trường trung học cơ sở và trường mẫu giáo. Ngoài ra, ông còn thành lập nhật báo đầu tiên của Phật giáo, được gọi là Báo Phước Lành, trong đó có gần 20 triệu từ chuyên khảo về Phật giáo. Các tác phẩm này cũng đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, về sau được lưu hành bằng hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Tại tang lễ, cơ thể của ông được đặt trong một tòa tháp màu trắng hình trụ. Sau 7 ngày, thi hải của ông sẽ được mang đi hỏa táng và an táng vĩnh viễn tại vườn trường thọ của Phật Quang Sơn. Theo ghi chép của Kinh Đại Bát Niết Bàn, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cơ thể cũng được hỏa táng trong một ngày. Sau này phát triển thành 7 ngày để tín đồ và những đệ tử Phật gia có thêm thời gian kính viếng. Trước khi qua đời, ông đã để lại cho nhân gian 3 điều vĩ đại về sự viên mãn của sinh tử có liên quan đến giàu và nghèo. Về vấn đề giàu nghèo, những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của con người hiện đại, mọi khoản chi tiêu đều giống như một ngọn roi sau lưng, thúc đẩy con người chạy theo đồng tiền. Người nghèo muốn giàu, người giàu muốn giàu hơn nữa. Vì vậy đã sản sinh ra các loại ham muốn. Đại sư Tinh Vân từng nói, ai là người giàu nhất thế giới? Trong kinh ca ngợi hành động của Đức Phật có nói rằng, nếu bạn giàu mà không hài lòng, bạn cũng cho là nghèo khổ. Nghèo mà bằng lòng
thì là giàu nhất. Nghèo hay giàu là do mình có biết bằng lòng không, có tìm được cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng trong nghiệp chướng hiện tại hay không. Không ham xa hoa mà có đại trí ở đời, điều này quan trọng hơn tiền. Nên nghèo mà không nghèo, nghèo mà giàu. Bản thân Đại sư Tinh Vân đã làm được. Suốt đời ông kiên trì cần kiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, không có ngói trên mái nhà, không có khoảng trống trên mặt đất. Trí tuệ vĩ đại thực sự là lấy cái không làm cái có và lấy cái không làm niềm vui. Dục vọng là nỗi khổ của cuộc sống, còn sinh lão bệnh tử là nỗi bất lực lớn nhất của đời người. Về sự sống và cái chết, ông từng nói: điều tôi không sợ nhất là cái chết. Cái chết không đáng sợ, bởi vì tinh thần con người không thể chết. Vòng đời không phải là sinh lão bệnh tử, mà là già, bệnh, chết và sinh. Câu trích dẫn này cũng là một bản tóm tắt về cuộc đời của chính ông. Không chỉ trong những năm đầu chiến tranh, ông đã trải qua những kiếp nạn. Ông đã đi đi lại lại nhiều lần trên bờ vực của cái chết. Trong những năm cuối đời, Đại sư Tinh Vân cũng bị bệnh tật. Đôi chân của ông đi lại khó khăn, kèm theo 3 căn bệnh mãn tính. Năm 2016, do bị tai biến mạch máu não nên sức khỏe của ông liên tục sa sút, chỉ có thể dựa vào phương pháp chạy thận để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, ông tin rằng vũ trụ, tự nhiên và cuộc sống đều có hình tròn, không có điểm đầu và điểm cuối. Ngọn lửa cuộc sống của mỗi người đều là vô tận. Và bây giờ, ông ấy cuối cùng đã hoàn thành cuộc sống của mình một cách thành công. Với ông, viên mãn là có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng niềm tin này không thể trói buộc được lòng người, nếu không sẽ trở thành bệnh tật. Để được giải thoát, cũng giống như học Phật, thực ra là học từ chính mình và hoàn thiện chính mình. Thiền gia có khả năng tự quan sát tuyệt đối và có thể nhìn thế giới khác với người bình thường. Cái gọi là tự tu, tự ngộ, tự lực cánh sinh, đây là ví dụ của một thiền sư. Đại sư Tinh Vân muốn nhắc nhở thế gian rằng tất cả chúng sinh trên thế giới đều có thể thành Phật. Học Phật không cần phải xuất gia. Những việc làm tốt và tinh thần của Đại sư Tinh Vân sẽ sống mãi như lời ông nói. Trong tâm nguyện cuối cùng của Đại sư, ông cũng nói rằng mong ước lớn nhất của ông là hòa bình xuyên eo biển, bởi cội nguồn của ông chính là cống hiến cho đất nước. Nhà sư thọ 122 tuổi, 6 năm sau khi qua đời, tóc của ông vẫn tiếp tục dài ra và trở thành một kim cương bất hoại. Đây là những hình ảnh quý giá của Lão Hòa Thượng Hải Hiền trước khi qua đời. Lúc này, ông đã thọ được 112 tuổi, nhưng vẫn cầm cuốc mỗi ngày để làm việc đồng áng. Mặc dù ông ấy di chuyển và hành động có vẻ chậm rãi, nhưng tất cả những công việc của nhà nông vẫn không làm khó được ông. Vị bách niên lão sư này không bao giờ cần đến sự chăm sóc của người khác. Cuộc sống chỉ cần tự cung tự cấp. Cuộc đời ông chỉ quanh quẩn trong những công việc tụng kinh niệm Phật, khai khẩn đất hoang và trồng trọt. Cả đời chỉ biết 4 chữ A-di-đà Phật. Nhưng cách ông nói chuyện hóm hình luôn gây bất ngờ cho người nghe bởi sự giác ngộ của mình. Suốt đời lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chỉ một câu A-di-đà Phật, ông đã niệm suốt 92 năm. Cho đến năm ông 112 tuổi, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn có thể tự may vá bằng kim chỉ, vẫn có thể trèo cây hái quả. Ông còn có thể dự đoán được thời điểm mình viên tịch và yêu cầu những đệ tử chôn cất mình ở vùng đất phía sau chùa sau khi ông qua đời. Đến tận 6 năm sau khi ông mất, người ta vẫn thấy tóc ông có thể mọc, những mạch máu vẫn còn rõ ràng trong cơ thể bất hoại. Năm 1900, Lão Hòa Thượng Hải Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở thời kỳ khó khăn, khi người dân đang trong tình trạng khốn cùng này, thì việc lấp đầy được cái bụng đói của mình cũng là một điều may mắn, nên việc tiếp cận với sách vở cũng trở nên xa xỉ. Mẹ của ông là một đệ tử Phật giáo, kiên thành, và dưới ảnh hưởng của mẹ, tuổi thơ tăm tối khó nhọc của Hòa Thượng Hải Hiền cũng xem như có một tia sáng. Khi lên 20 tuổi, không may cha của ông đã qua đời, và từ đó chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Bỗng một ngày, chàng trai đột ngột thông báo với mẹ mình rằng mình sắp xuất gia. Người mẹ khi nghe tin này thì vui buồn lẫn lộn, bởi bà không muốn xa con. Nhưng khi nghĩ đến việc con mình đã có duyên với Phật, người mẹ rất hoan hỉ, đồng ý với mong muốn này của ông. Lúc này, Hải Hiền vội vã từ biệt mẹ, khăn gói đi đến thiền tự Vân Đài ở núi Đồng Bách, xin được xuất gia và bắt đầu con đường tu tập của mình.
Hàng ngày Hòa thượng Hải Hiền phải làm những công việc nặng nhọc trong chùa, nhưng ông không bao giờ nản chí. Từ khi xuất gia năm 20 tuổi, sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền là lão hòa thượng truyền giới lại chưa bao giờ dạy ông đả tỏa tham thiền, cũng không hề dạy ông thuyết pháp mà chỉ yêu cầu ông học hỏi từ thực tế. Sau đó ông chuyển cho 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và dặn ông niệm mỗi ngày. Chính vì một câu A Di Đà đơn giản này đã trở thành mục tiêu tu hành để lão hòa thượng Hải Hiền tu luyện cả đời. Sau khi được sư phụ chuyển dạy, trong 92 năm tu hành, ông đã đọc câu A Di Đà này bất kể ngày đêm, dù đang nghỉ ngơi hay đang làm việc. Ông đã thành tâm cầu nguyện với Đức Phật. Năm 1966, những tu viện lớn nhỏ đều bị chiếm đóng. Các nhà sư buộc phải hoàn tục và lao động kiếm sống khắp nơi. Trước tình hình này, lão hòa thượng Hải Hiền vẫn không buồn rầu hay chán nản. Ông buộc phải trở về quê nhà để làm việc. Nhưng cho dù ông đã rời khỏi chùa, trái tim ông vẫn một lòng hướng Phật. Ông ấy đã nói, cuộc sống là tất cả những gì chúng ta thực hành. Tuy ông phải về quê làm việc kiếm sống, nhưng vẫn thực hành Phật Pháp trong tâm. Lúc nào ông cũng niệm Phật và không bao giờ quên rằng mình là một nhà sư. Ông chỉ mong một ngày có thể quay trở lại ngôi chùa mà mình đã từng tu hành. Năm 1979, lão Hòa thượng Hải Hiền cuối cùng đã nhận được một tin tốt lành là ông đã có thể quay lại chốn cũ. Lần này, ông quyết định sẽ gánh vác trọng trách trùng tu lại tu viện. Lúc ấy, ông đã tự mình làm tất cả, từ đào hố đến di chuyển gạch để lấp đầy những cái hố đó. Trong thời gian này, ông ấy đã đi nhiều đến mức rất nhiều đôi giày phải bỏ đi vì bị mòn đế. Không lâu sau, theo lời mời của đông đảo tín đồ, lão Hòa thượng Hải Hiền đã đến đền Rinpoche và chủ trì việc xây dựng tại đây. Mặc dù Rinpoche chỉ là một ngôi đền nhỏ ở nông thôn, nhưng nó đã có một lịch sử lâu đời, vị trí tuyệt vời với môi trường hoàn toàn tĩnh lặng, rất thích hợp cho việc tu hành. Trong khoảng thời gian sau này, giữa lão Hòa thượng Hải Hiền và chùa Lai Phật có một mối liên hệ không thể tách rời. Sau khi bị chiếm đóng, chùa Lai Phật đã bị phá hủy và các tu sĩ cũng lần lượt ra đi. Mặt sân lúc này tràn ngập cỏ dại, lão Hòa thượng Hải Hiền đã làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để có thể hồi sinh ngôi chùa cũ này. Cuối cùng, bằng chính đôi bàn tay của mình và sự ủng hộ, hỗ trợ của vô số tín đồ, chùa Lai Phật đã khôi phục lại diện mạo ban đầu và ông cũng bắt đầu chuyển đến chùa để sống. Mặc dù là một nhà sư, nhưng mọi người lại thấy ông giống một lão nông dân hơn. Lúc này chùa chiềng ở nơi hẻo lánh nên trong chùa không có thức ăn. Ông ấy đã tự mình cày ruộng. Đến mùa gặt, ông luôn mang những gánh lúa nặng trĩu gửi đến một số ngôi làng lân cận để phân phát cho người nghèo. Người dân địa phương rất cảm động về điều này và luôn tôn trọng ông. Lão Hòa thượng Hải Hiền đã sống ở chùa Lai Phật qua nhiều thập kỷ. Cuộc sống của ông rất đơn giản và đạm bạc. Khi chiếc áo cũ đã sờn rách, ông tự mình dùng kim chỉ vá lại chứ không nỡ vứt bỏ. Ông sống và lao động không ngừng nghỉ cho đến lúc 112 tuổi. Mỗi ngày ông có thể làm tất cả công việc nặng nhọc như làm cỏ, xới đất, chẻ củi, có khi là lên núi hái những quả hồng chín mọng, tặng chúng cho mọi người xung quanh chùa. Những việc này rất hiếm khi thấy một người già nào đã hơn 100 tuổi còn có thể làm được. Lúc ông 112 tuổi, trong một lần đến chùa Viên Minh, thấy cành cây si rũ xuống quá thấp, ông đã cầm rìu và cưa trèo lên cây để cắt tỉa chúng. Vào một ngày trong tiết trung thu năm 2012, khi lão Hòa thượng Hải Hiền đang bổ củi, thì có một nhà sư bên ngoài xin ông giảng pháp. Ông đã từ tốn nói rằng mình không có gì để giảng dạy, chỉ cần thật tâm tu hành sẽ không có gì khó khăn. Chỉ sợ trái tim mình nản chí mà thay đổi. Chỉ cần một vài câu của ông đã khiến đám đông bên ngoài thán phục. Một lần khác, có một người thợ điện đến chùa Lai Phật để thu tiền điện. Lão Hòa thượng Hải Hiền đã vô tình nói rằng tiền điện tháng này cao hơn tháng trước rất nhiều. Sau khi người thợ điện nghe nói, không biết vì hiểu lầm hay vì cớ gì, ông ta đã thẳng tay tát vị lão hòa thượng hai cái. Nhưng hành động sau đó của Hòa thượng Hải Hiền mới làm người ta nể phục. Ông vẫn thản nhiên làm việc và thanh toán hóa đơn điện. Sau khi tên thợ điện rời đi, một số người dân muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng ông đã nói với họ rằng: "Hãy quên chuyện đó đi, anh ta đánh tôi chỉ như củ lét, có khạc nhổ vào mặt tôi cũng chỉ như là rửa mặt. Chúng ta là tu sĩ, hãy luôn rộng lượng, luôn nhớ rằng
người nhân từ sẽ được bình an. Đến tháng 1 năm 2013, Lão Hòa Thượng Hải Hiền có dự cảm rằng thời gian của mình không còn nhiều. Ông nói với các môn đệ rằng mình sắp phải đi, nhưng không một ai tin vào điều đó. Họ nghĩ rằng ông chỉ vô tình nói đến điều này, vì đến tối hôm qua, ông vẫn còn làm việc ngoài đồng. Nhưng bất ngờ vào ngày 17 tháng 1, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, thân không đau bệnh, đã an tường thị tịch. Sau đó, những đệ tử đã làm theo lời ông và an táng ông trong một chiếc chum lớn. Sau 6 năm lẻ 100 ngày sau, khi mở nắp chum, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Đầu tóc, mạch máu hay lỗ chân lông của ông vẫn nguyên vẹn như một viên kim cương bất hoại. Điều này không có gì bất ngờ, rất phù hợp với tấm lòng thanh tịnh và trong sạch của ông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu, A-di-đà Phật. Dạy ngài phải luôn niệm, ngài lão thật, nghe lời, thật làm. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Câu tục ngữ, thiện thủy, thiện chung, chúng ta đã từng nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Người đã có thể thiện thủy, lại còn có thể thiện chung không nhiều, không ngờ chúng ta nhìn thấy ở ông. Ba bức tượng Phật Thích Ca có sức mạnh gia trì to lớn, ai cũng muốn được một lần nhìn thấy trong đời. 1. Tượng Đẳng Thân 35 tuổi của Đức Phật. Khuôn mặt thật đầy phúc lành của Đức Thế Tôn. Đây là tượng Phật Đẳng Thân 35 tuổi của Đức Phật. Đây được xem là một trong những tượng Phật có tỷ lệ hoàn hảo nhất trên thế giới, cũng là tượng Phật được công nhận là giống Đức Phật nhất. Do đó, bức tượng này có một sức mạnh gia trì vô cùng to lớn. Mỗi người đến đây đều cảm thấy như được trực tiếp chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của Đức Phật. Tu viện này có tên là Mahabodhi, thuộc Bodh Gaya của Ấn Độ, là nơi thờ phụng bức tượng Phật 35 tuổi tôn quý nhất mà chúng ta vừa nhìn thấy. Trên toàn thế giới, chỉ có 3 tượng Phật đẳng thân, 2 trong số đó được đặt ở Trung Quốc. Bức tượng còn lại chính là bức tượng này. Tượng đẳng thân nghĩa là tượng Phật được xây dựng với kích thước đúng như kích thước thật của Đức Phật tại các giai đoạn tuổi khác nhau trong cuộc đời ngài. Đối với nhiều tín đồ trên thế giới, để được chiêm ngưỡng được tượng Phật đẳng thân là điều rất khó khăn. Vậy nên bức tượng Phật 35 tuổi này càng trở nên vô cùng quý giá. Hình ảnh bức tượng Phật 35 tuổi đặt tại tu viện một cách trang nghiêm, từ bi và đầy trí tuệ, đến mức làm cho tín đồ xúc động đến rơi lệ khi nhìn thấy. Trong video, người ta đang thay áo cà sa mới cho tượng Phật. Vào mỗi ngày rằm, những tu sĩ và tín đồ sẽ thành kính khoác chiếc áo cà sa được làm bằng chất liệu quý giá nhất lên tượng Phật đẳng thân. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, không khí trong chùa tràn ngập vẻ trang nghiêm và kính cẩn. Mọi người có mặt đều chắp tay niệm Phật, những âm thanh bằng tiếng Phạn du dương vang khắp tu điện. Mọi người niệm rằng, để thanh lọc tâm hồn của con dâng lên ngài bộ y phục xinh đẹp và quý giá, sặc sỡ như cầu vồng của Đế Thích. Mỗi khi con chạm vào nó, con sẽ cảm thấy hoan hỉ. Nguyện con được trang hoàng bằng chiếc y thánh thiện của lòng nhân ái. Ngay cả về đêm, tu viện Mahabodhi vẫn đông đúc người qua lại. Đây là một trong những ngôi đền bằng gạch và đá cổ nhất còn tồn tại ở Ấn Độ. Toàn bộ tu viện được xây bằng gạch và đá. Trên tháp khắc nhiều bức phù điêu tinh xảo. Vào thời của Đức Phật, nơi đây chỉ là một khu rừng, không có bất cứ một tu viện hay tháp Phật nào. Trải qua nhiều thế kỷ, các tu viện với nhiều tháp Phật và tượng Phật đã được xây dựng. Những kho báu này không hiện ra rõ ràng mà ẩn giấu như chân lý của Đức Phật, chờ đợi những người có niềm tin chân thành khám phá và thấu hiểu. Tại đại điện có rất nhiều tín đồ tập trung đông đúc, mặc dù đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng lúc này họ đều có chung một niềm tin. Trong bầu không khí vô ngã và từ bi, họ kết nối với nhau, tạo nên một luồng năng lượng mạnh mẽ. Tượng Phật đẳng thân ở ngay trước mặt họ cũng cúi đầu mỉm cười, đưa ánh mắt từ bi nhìn từng người đến chiêm bái, ban phước lành và gia hộ vô tận cho tín đồ. Mọi người thành kính tụng kinh, không một giọng nào lệch nhịp. Đây thực sự là một trải nghiệm phi thường từ nghi lễ tâm linh của các tín đồ Phật giáo. 2. Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh, sống động như thật. Đây là bức tượng tái hiện lại hình ảnh Đức Phật lúc đang khổ hạnh. Những ai có cơ hội chiêm ngưỡng bức tượng Phật sẽ nhận được phước báu vô lượng. Toàn bộ chi tiết trên tượng đều thể hiện rất sống động những khổ hạnh của Đức Phật, đặc biệt là trong việc tái hiện rất chi tiết
các bộ phận trên cơ thể như da, xương, mạch máu. Hiện đúng trạng thái thể chất của Đức Phật trong giai đoạn tu khổ hạnh. Thân hình Ngài gầy gò, bụng hóp sâu, hầu như không còn chút mỡ thừa nào, da căng bó sát, hai má xù hoắm, xương gò má nổi lên cùng hai hốc mắt lõm sâu. Từng chi tiết da thịt và xương cốt được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Toàn thể thân hình biểu hiện trạng thái kiệt quệ về vật chất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, dáng vẻ của Đức Phật vẫn toát lên vẻ kiên định và bình thản vô cùng. Đây không chỉ là một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ, mà còn là một biểu tượng. Nhìn vào bức tượng, các tín đồ như được tận mắt nhìn thấy Đức Phật vậy. Khi Ngài còn là Thái tử, Đức Phật lúc bấy giờ là Tất Đạt Đà, đã từ bỏ địa vị cao sang để theo học với các vị thầy nổi tiếng. Ngài tin rằng, tri thức chân chính không thể chỉ đạt được bằng các thực hành nghi lễ, mà phải đi sâu vào bên trong, tự tìm hiểu. Tất Đạt Đa đã đi theo hướng này, học các pháp tu yoga và thiền định để chế ngự tâm trí và cảm xúc. Mặc dù yoga tập trung vào việc điều khiển thân thể, nhưng thực chất nó là một hình thức tu tập tinh thần cổ xưa. Trong quá trình tu tập, Tất Đạt Đa đã chứng kiến nhiều tu sĩ yoga có thể ngồi yên bất động trong nhiều giờ liền. Hơi thở càng lúc càng chậm, đến mức hầu như không thể nhận biết. Thông qua thiền định, họ có thể đạt được các trạng thái tâm linh lạ thường. Tất Đạt Đa nhanh chóng vượt trội hơn các đệ tử khác trong các thực hành này. Tuy nhiên, dù đã đạt được những trạng thái ý thức hiếm có, Ngài vẫn không thể thoát khỏi nỗi khổ căn bản của mình. Sau đó, Ngài lại theo học với một vị thầy khác, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Vì cảm thấy thất vọng, Tất Đạt Đa đã tiếp tục đi lang thang về phía Nam để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi rằng: vì sao con người phải chịu khổ? Có cách nào thoát khỏi nỗi khổ đó không? Ngài không ngừng cố gắng tìm kiếm và bắt đầu thực hành khổ hạnh cực độ. Trong thời đại đó, tại Ấn Độ có nhiều người tu khổ hạnh. Họ cố gắng đạt tới sự yên bình và trí tuệ bằng cách giảm tối đa nhu cầu sinh tồn. Tất Đạt Đa thực hành cùng với 5 vị khổ hạnh khác và nhanh chóng vượt qua họ về mức độ tra tấn thể xác. Ngài đã dùng 6 năm liền để hành khổ hạnh trong rừng, cố gắng chấm dứt những ước muốn quấy nhiễu tâm trí mình và tiêu hủy những điều Ngài xem là xấu xa trong nội tâm. Ngài đã thử mọi phương pháp khổ hạnh, mỗi bữa chỉ ăn một hạt mè và một hạt gạo để duy trì sự sống. Tất Đạt Đa đã đẩy thân thể đến cực hạn, nhưng Ngài nhận ra rằng điều này không mang lại bất kỳ kết quả nào. Mãi cho đến lúc chấm dứt 6 năm khổ hạnh, những vấn đề của Ngài vẫn chưa được giải đáp. Vậy nên, Ngài Tất Đạt Đa đã tiếp tục một hành trình mới trên con đường tu hành của mình. 3. Bức tượng Thích Ca Mâu Ni 12 tuổi như sống lại hình ảnh Ngài 2.000 năm về trước. Đây là tượng Phật đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người ta nói rằng bất kỳ ai nhìn thấy bức tượng này sẽ như thấy chính Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm về trước. Bởi đây chính là một trong 3 tượng đẳng thân duy nhất trên thế giới, được tạo theo hình ảnh của Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế. 2 bức tượng 8 tuổi và 12 tuổi đều được trang nghiêm thờ cúng tại La Xà. Và tượng đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật này được thờ cúng tại Đại Triều Tự, một ngôi chùa theo Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Mỗi năm có rất nhiều tín đồ đến Đại Triều Tự hành hương và chiêm bái. Bởi ngôi chùa này thờ cúng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng và tôn quý nhất trên thế giới. Tượng Phật 12 tuổi đã có hơn 2.500 năm lịch sử, được thờ cúng tại Đại Triều Tự suốt hơn 1.300 năm. Vào thế kỷ thứ 7, Văn Thành công chúa được gả cho quốc vương Tùng Cán Cán Bố của Thổ Phồn. Sau hơn 3 năm, công chúa đã mang tượng đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật về thờ cúng tại Tiểu Triều Tự, đồng thời mang tượng đẳng thân 8 tuổi của Ngài về thờ cúng tại Đại Triều Tự. Đến năm 710, hai tượng này đã được trao đổi, nên từ đó tượng Phật 12 tuổi được thờ cúng tại Đại Triều Tự cho đến ngày nay. Theo truyền thuyết, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài đã yêu cầu các đệ tử tinh tấn tu hành, không lập chùa thờ tượng và không sùng bái bất kỳ hình tượng hay ám mê hình thức nào. Tuy nhiên, trước lúc Ngài nhập Niết Bàn, các đệ tử đã yêu cầu Đức Phật Thích Ca để lại hình ảnh thật sự để có thể hướng dẫn chúng sanh từ đời này sang đời khác. Đức Phật đã chấp nhận yêu cầu này, nhưng chỉ đồng ý để lại 3 bức tượng ở 3 tuổi khác nhau của Ngài. Nhờ sự khẩn trương của các đệ tử, tượng 8 tuổi, 12 tuổi
và 35 tuổi đã được xây dựng theo hình ảnh thật sự của Đức Phật Thích Ca. Sau khi Đức Phật đích thân thành hiến cho 3 bức tượng, Ngài cũng nhập Niết Bàn dưới cội Bồ Đề. 3 bức tượng này cũng trở nên vô cùng quý giá. Vì vậy, cơ hội được nhìn thấy trực tiếp là rất khó khăn. Các tín đồ may mắn được chiêm ngưỡng và lễ bái trước tượng đẳng thân của Phật có thể đi xung quanh một vòng hoặc thậm chí chạm nhẹ trán vào thân Phật. Tuy nhiên, du khách không được phép chụp ảnh hay chỉ tay vào tượng. Có thể một số người sẽ băn khoăn tại sao tượng Phật 12 tuổi không giống như một đứa trẻ 12 tuổi. Điều này là do tượng Phật đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Với việc được dán vàng bạc qua các triều đại đã khiến cho tượng Phật trở nên trưởng thành hơn. Ngày nay, mỗi năm vẫn có rất nhiều tín đồ vượt qua hành trình hàng trăm km để đến lễ Phật tại Đại Chủ Tự. Trước bức tượng Phật, những viên đá đã được tín đồ thành kính mài mòn như gương. Nhìn vào tượng đẳng thân 12 tuổi của Đức Phật đang nhẹ nhàng cười, bạn sẽ cảm thấy Ngài vô cùng trang nghiêm, nhưng đồng thời cũng rất nhân từ và sáng suốt. Thiền sư Ấn Độ có thể ở 2 địa điểm cùng lúc và có khả năng thôi miên chỉ bằng một ngón tay. Đây là hình ảnh thật của ông Karoli Baba, người đàn ông mà chúng ta khó có thể tìm thấy nhiều thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông mạng. Ông là một vị thiền sư Ấn Độ nổi tiếng với cuộc đời như một câu chuyện truyền thuyết bí ẩn. Người dân Ấn Độ thường kể về ông như một trong những nhân vật bí ẩn nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại. Ông Karoli Baba được sinh ra vào khoảng những năm đầu của thế kỷ 20 trong một gia đình Bà La Môn tại miền Bắc Ấn Độ. Ông Karoli Baba đã được cha mẹ làm lễ kết hôn với một người con gái. Tuy nhiên, vì không hứng thú với việc lập gia đình, ông ấy đã rời khỏi nhà để thực hiện những chuyến đi lang thang vòng quanh Ấn Độ và tham gia vào phong trào độc lập Ấn Độ vào năm 1942. Sau thời gian đó, ông Karoli Baba đã quay trở lại quê hương, bắt đầu tu hành và thiền định và nhận được nhiều sự quan tâm của các thiền sinh. Nổi tiếng với sự tốt bụng và tận tâm, ông được những tín đồ tôn sùng là người khai sáng nhiều linh hồn lang thang và là vị cứu tinh của những trái tim đang than khóc. Mọi người cũng cho rằng ông Karoli Baba sở hữu nhiều sức mạnh kỳ diệu như có thể phân thân ra nhiều nơi cùng một lúc hoặc đưa một người vào trạng thái thôi miên chỉ bằng cách tiếp xúc với ngón tay. Tương tự như điều mà Ngài Ramakrishna, một vị tu sĩ Phật giáo Ấn Độ kiêm nhà triết học, đã làm với Swami, và sau đó Swami đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Lời dân dạy và sức ảnh hưởng của ông Karoli Baba thậm chí còn lan truyền sang các quốc gia phương Tây, và một số người nổi tiếng cũng đã trở thành tín đồ của ông ấy như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay nhà văn Mỹ Albert, vì họ tôn sùng và tin tưởng vào sự hiểu biết của ông. Trong đó, nhà tỷ phú thiên tài Steve Jobs từng dừng mọi công việc và các cuộc gặp gỡ ngoại giao để đến đền thờ Kanchi của Karoli Baba vào giữa những năm 1974, tức là vào thời điểm 2 năm trước khi sáng lập Apple. Tuy nhiên, ông không biết rằng nhà sư huyền bí này đã qua đời gần một năm trước. Để tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh, dù ông Karoli Baba không còn, Steve Jobs vẫn quyết định ở lại đạo tràng của Karoli Baba. Và trong 7 tháng tiếp theo, ông ấy đã đi khắp các bang phía Bắc Ấn Độ để được tiếp xúc nhiều hơn với Phật giáo. 2 năm sau, ông trở thành nhà đồng sáng lập cho thương hiệu Apple nổi tiếng thế giới. Ông Karoli Baba đã chỉ dạy cho những người tu hành theo mình 6 bước hành thiền để thực hành nhất quán. Tuy không nói luyện tập theo ông thì mọi người sẽ có được phép thần thông quảng đại hay đạt đến cảnh giới tối cao nào đó, nhưng nếu mọi người chăm chỉ luyện tập sẽ cảm nhận được nhiều thay đổi trong cơ thể và cũng có khả năng phát triển được nhiều sức mạnh kỳ diệu. Người ta nói rằng đã có một vị Hanuman xuất hiện ở Kanpur khi ngôi đền vừa được hoàn thiện. Hanuman ở đây là hình tượng thần khỉ từng được kể lại trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, từng giúp đỡ người anh hùng Rama trong cuộc chiến chống lại vô quỷ Ravana. Lúc này, ông Karoli Baba được mời đến làm lễ, nhưng lúc đó ông đang ở Allahabad, một nơi rất xa Kanpur, vì vậy ông đã từ chối. Sáng sớm hôm sau, Karoli Baba thức dậy như thường ngày, nhưng sau đó ông nói với mọi người rằng mình cảm thấy không được khỏe, vì vậy ông đã về phòng để nghỉ ngơi. Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến hôm sau. Những người đi dự lễ từ Kanpur đã về đến Allahabad và họ đều nói rằng nhờ sự tham gia của ông Karoli Baba mà buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng những người ở Allahabad đều không tin vào điều đó, vì họ đã chứng kiến ông Karoli Baba đã nghỉ ngơi trong phòng cả ngày. Ngay cả khi nếu ông ấy cố gắng để đến nơi đó,
thì thời gian đi đến Kanpur cũng phải mất ít nhất 10 tiếng. Theo những người tham gia buổi lễ nói rằng, ông Karoli Baba đã có mặt để chủ trì buổi lễ vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 12 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là ông ấy phải đến ở Kanpur lúc 5 giờ. Nhưng việc này là không thể xảy ra, bởi song song với thời gian tổ chức lễ, những người tại Allahabad đều nhìn thấy ông trở về phòng ngủ của mình. Đây là một câu chuyện huyền thoại khiến mọi người không thể nào tin được. Họ không biết rằng làm cách nào mà ông ấy có thể có mặt ở hai địa điểm vào cùng một khoảng thời gian. Năm 1958, một câu chuyện nổi tiếng khác về ông Karoli Baba khi ông bắt đầu một chuyến du hành rời khỏi quê hương. Lúc đó ông đã bước lên một con tàu nhưng chưa mua vé. Vì vậy người soát vé quyết định dừng tàu và buộc ông Karoli Baba xuống xe. Nhưng điều kỳ diệu là sau khi ông bị ép xuống tàu thì chuyến tàu cũng đột ngột tắt máy, không thể khởi hành. Sau nhiều lần cố gắng khởi động tàu, một người nào đó đã gợi ý cho người soát vé là hãy mời Karoli Baba trở lại con tàu. Ông Karoli Baba đã nói rằng sẽ đồng ý lên tàu nếu công ty đường sắt đáp ứng với ông hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ông muốn công ty đường sắt hứa với mình rằng sẽ xây một nhà ga ở làng Karoli, vì lúc đó dân làng phải đi bộ rất xa mới có thể đến được nhà ga gần nhất. Điều kiện thứ hai là công ty đường sắt phải cải thiện thái độ của mình, đối xử tốt với tất cả hành khách. Sau khi nhận được sự đồng ý từ quan chức công ty, ông Karoli Baba đã bước lên tàu. Ngay lập tức, con tàu có thể khởi động và vận hành trơn tru như chưa từng xảy ra sự cố gì. Sau khi câu chuyện trên chuyến tàu được lan truyền, ngôi làng nơi chuyến tàu dừng lại cũng đã được đổi tên thành làng Karoli để kỷ niệm sự kiện này. Ông Karoli Baba đã từng nói với những tín đồ của mình rằng ông ấy không là ai cả, ông ấy không có bài diễn văn nào, nhưng sẽ thường chỉ dạy cho mọi người qua những câu chuyện ngắn gọn và giản dị. Thông thường, ông sẽ ngồi hoặc nằm trên một chiếc ghế dài bằng gỗ và quấn kín người bằng một cái chăn, trong khi một số tín đồ sẽ ngồi xung quanh ông. Một số du khách đến và rời đi sẽ được ông ấy cho thức ăn, sau đó chỉ nói với họ vài từ, gật đầu và vỗ nhẹ vào đầu hoặc lưng, sau đó để họ rời đi. Ông Karoli Baba rất quan tâm đến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Nếu biết được một người nào đó đang khó khăn, ông ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ họ. Ông cũng thành lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ mồ côi và nghèo khó, bởi đó là những mầm non tương lai. Ông Karoli Baba đã từng dạy mọi người rằng chấp thủ và bản ngã là những trở ngại lớn nhất đối với sự giác ngộ. Một người có học và một kẻ ngốc đều giống nhau, chừng nào còn chấp thủ và bản ngã trong cơ thể vật chất. Ông ấy sẽ khuyên mọi người cứ thuận theo sự sắp đặt của tạo hóa để họ có thể phát triển tình yêu và niềm tin cuộc sống, nhờ đó thoát khỏi những lo lắng không cần thiết. Cho đến 1 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 1973, ông Karoli Baba đã qua đời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê vì căn bệnh tiểu đường. Những người có mặt tại đền thờ Kanchi đã đưa ông ấy đến phòng cấp cứu tại bệnh viện, và tại đây, một vị bác sĩ đã tiêm thuốc và đeo mặt nạ dưỡng khí lên mặt cho ông. Nhân viên bệnh viện nói rằng ông Karoli Baba đang trong tình trạng hôn mê do tiểu đường nặng, nhưng mạch của ông ấy vẫn rất ổn. Tuy nhiên không lâu sau đó, Karoli Baba đã tỉnh dậy. Ông dùng tay kéo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt và giải đo huyết áp khỏi cánh tay, rồi nói với mọi người rằng những thứ này đã không còn tác dụng. Ông Karoli Baba chỉ xin một ngụm nước sông Hằng, nhưng vì hiện tại không có nên họ chỉ có thể mang nước thường cho ông. Sau đó ông Karoli Baba đã lặp lại nhiều lần câu nói Jaya Jagadish Hare, có nghĩa là kính chào chúa tể của vũ trụ. Mỗi lần nói, ông vực ngày một thấp, rồi dần dần khuôn mặt ông cũng trở nên rất thanh thản và mọi dấu hiệu đau đớn đều biến mất. Ông ấy đã đi vào cõi vĩnh hằng. Những lời dạy cao cả của ông trong cuộc đời đã giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ của bản thân. Trong triết lý của mình, ông thường khuyến khích mọi người rằng phục vụ người khác là hình thức cao nhất của sự tận tụy vô điều kiện. Khi chúng ta nghĩ và làm điều tốt thì những điều đẹp đẽ sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình. Đừng lo lắng bản thân sẽ thiệt thòi khi làm một việc tốt. Đại sư 103 tuổi dành hơn 80 năm tu hành. Khi viên tịch xuất hiện mây ngũ sắc kỳ lạ. Mộng Tham lão sư là người đại diện cho một thế hệ cao tăng lỗi lạc, một vị đại đức trong Phật giáo đường đại. Ông từng là học trò của nhiều vị cao tăng thời cận đại Trung Quốc như Hoàng Nhất, Hư Vân, Từ Châu, Đàm Hư, v.v. Mộng Tham lão sư đã dành hết thời gian cuộc đời mình cho việc tu học Phật Pháp, phục hồi nền giáo dục tăng già, kiến thiết xây dựng chùa chiền, tiếp tăng độ chúng dạy luật
và Hoằng Pháp. Ông đã từng tuyên giảng kinh điển như Kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng Tam Kinh, vân vân ở khắp nơi. Hơn 80 năm tu hành của Ngài, cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không quên truyền bá Phật Pháp vì một giấc mơ mà cả đời dành cho nơi cửa Phật. Phật duyên từ giấc mơ kỳ lạ. Ông sinh ngày 13 tháng 7 năm 1915, nhằm ngày 2 tháng 6 cùng năm tại huyện Khai Thông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nay là Lưu Minh Thụy, Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm. Ngài gia nhập Học viện Quân sự Dạy Võ Đường ở Đông Bắc từ khi còn rất trẻ và rút về Bắc Kinh theo sau sự kiện 18 tháng 9, một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược Mãn Châu tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào năm 1931, Mộng Tham Lão Sư đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình rơi xuống biển. Sóng biển dữ dội cuốn ông trôi giạt ra xa. Nhưng may mắn thay, ông đã được một ông lão cứu sống. Ngoài việc ra tay cứu giúp, người này còn dẫn ông đến một nơi giống như cung điện và nói rằng đó là đích đến của cuộc đời ông. Sau khi tỉnh giấc, ông luôn suy nghĩ về cung điện trong mơ của mình. Đó là một ngôi chùa nằm ở núi Phương Sơn của Bắc Kinh. Cho đến cuối năm 1931, Mộng Tham quyết định xuất gia tại chùa Niệm Hoa trên núi Phương Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh để thức tỉnh bản thân. Vì ông cho rằng bản thân không có cảm giác cũng không tỉnh ngộ. Chỉ là do mộng xuất gia nên đặt cho mình cái tên Mộng Tham. Tại chùa Niệm Hoa, lão sư Mộng Tham sau khi đắc giới thọ tỷ kheo đã có một hành trình đi về phía nam, đến núi Cửu Hoa để đảnh lễ đạo tràng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thời điểm này trùng với Pháp hội Địa Tạng nên ông đã tiếp nối Địa Tạng Pháp Môn, mở ra nguồn ảnh hưởng sâu rộng với các chư tăng và cư sĩ Phật tử. Vị lão sư dành cả đời tu hành và hoằng pháp. Vào mùa thu năm 1932, Mộng Tham lão sư đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn để nhập học viện Pháp giới. Lúc này ông mới chỉ 17 tuổi. Dưới sự hướng dẫn riêng của một vị lão sư ở Từ Châu, ông đã tôn thờ Phổ Hiền Bồ Tát, ngày đêm cúng dường để khai mở trí huệ học kinh ở kiếp trước. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của lão sư, nên đến năm 20 tuổi, Mộng Tham đã có cơ hội đi thuyết pháp và dần dần trở thành một vị đại sư tuyên giảng kinh A-di-đà và các kinh sách khác. Với tinh thần không ngừng học hỏi, vào mùa thu năm 1935, Mộng Tham đại sư đã đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để học bốn hệ thống có tính chất luận của Tông Thiên Thai với đại sư Đàm Hư, bao gồm Tạng giáo dành cho Thanh Văn và Độc Giác Phật, Thông giáo dành cho Thanh Văn, Độc Giác Phật và Bồ Tát cấp thấp, Biệt giáo dành cho Bồ Tát, Viên giáo hay còn gọi là giáo pháp viên mãn, phá bỏ mọi chấp trước. Sau 2 năm học hành tu tập, ông theo lệnh của đại sư Đàm Hư đến Hạ Môn để mời Hoàng Nhất Sư Phụ đến chùa Trạm Sơn để hoằng truyền giới luật. Nửa năm sau đó, ông đã được nghe Hoàng Nhất Sư Phụ đích thân trình bày các tác phẩm thư pháp thuần túy và truyền bá kinh Tam Tạng trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật. Vào năm 1940, sau khi bị bắt, ông trốn thoát khỏi quân đội Nhật Bản và đi đến tu viện Sắc La ở Tây Tạng để nghiên cứu phương pháp thực hành phát triển Bồ Đề Tâm của hệ phái Khơ Lu trong Phật giáo Tây Tạng trong 5 năm. Mặc dù đây là hệ phái trẻ nhất, nhưng lại là trường phái tư tưởng lớn và quan trọng nhất. Trường phái này nhấn mạnh việc tuân thủ các kỷ luật tôn giáo và làm việc phù hợp với lời nói. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ phái này, Mộng Tham lão sư tiếp tục chuyến du hành của mình đến tỉnh Tây Khang, cao nguyên Thanh Hải và những nơi khác của Tây Tạng. Cho đến cuối năm 1949, ông mới bắt đầu rời khỏi Tây Tạng. Tuy nhiên đến tháng 1 năm 1950, ông lại bị bắt và phải ngồi tù 33 năm vì không chịu hoàn tục. Trong thời gian này, ông đã hình thành một bộ ngôn ngữ và phong cách tu hành độc đáo. Mộng Tham lão sư được mọi người xem là một vị trưởng lão, đã nhìn thấy sự thật của bản chất con người. Ông đã kết hợp và truyền bá trí tuệ Phật giáo sâu sắc vào đời sống cụ thể một cách gần gũi và dễ hiểu. Sau khi được trả tự do năm 1982, ông được mời giảng dạy tại Học viện Phật giáo Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại đây, Mộng Tham lão sư đã giảng về tứ phần luật với tư cách là giảng viên và bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong việc tái hoằng pháp. Năm 1984, Mộng Tham lão sư được mời trở lại Học viện Phật giáo Mân Nam với tư cách là viện trưởng. Công việc của ông tại đây là đào tạo những thế hệ tăng sĩ mới và thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm. Từ đó đến nay, Mộng Tham lão sư nhiều lần được các đệ tử mời sang Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan để hoằng pháp
và mở rộng duyên phận với những người muốn xuống tóc đi tu. Ông cũng được Pháp Sư Thông Nguyện ủy thác giúp các đệ tử của mình xây dựng một võ đường dưới luật cho phái nữ, đồng thời hỗ trợ trùng tu thành công chùa Khả Nhân ở núi Nhạn Đãng. Hành trình giảng dạy và hoằng pháp của ông vẫn tiếp tục không ngừng. Năm 2002, Mộng Tham Lão Sư được mời đến sống tại chùa Phổ Thọ ở Ngũ Đài Sơn để thuyết pháp và hướng dẫn các nhà sư ở núi Ngũ Đài thực hành thiền định. Lúc này, ông đã 87 tuổi. Từ năm 2003 đến năm 2007, Mộng Tham Lão Sư cùng các trưởng lão đã vượt qua những trở ngại về thể chất và tinh thần trong chùa Phổ Thọ và hoàn thành việc giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tổng cộng hơn 500 quyển. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy những cống hiến trong thời gian nhiều năm qua vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Vì vậy, ông cùng các vị trưởng lão đã lần lượt thuyết giảng Kinh Thập Luân Đại Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và các kinh đại thành khác ở khắp nơi theo mong muốn của đệ tử. Vào tháng 1 năm 2008, theo lời mời của các đệ tử, ông lại đến Đài Loan Hoàng Dương chánh pháp. Tại đây, ông cùng đệ tử tổ chức hơn 10 thời khóa và tổ chức pháp hội với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong lễ hội mùa xuân năm 2009, Mộng Tham Lão Sư đã đến giới Phật giáo Đài Loan để hoằng dương Phật Pháp với quy mô lớn chưa từng có. Tháng 6 năm 2009, ông đã thuyết giảng Kinh Pháp Hoa Đại Nghĩa tại Đại học Hồng Kông và bắt đầu giảng dạy Phật học tại Viện Nghiên cứu Phật học của ngôi trường đại học này. Thời điểm đó, mỗi buổi thuyết giảng của ông có hàng nghìn khán giả đã đến tham gia chật kín khán đài. Năm 2012, theo lời mời của chính quyền Ngũ Đài Sơn, Mộng Tham Lão Sư đã đến thăm lại chùa Vạn Phật Chân Dung và nhờ đệ tử của mình là Long Minh chủ trì các vấn đề xây dựng cụ thể. Một năm sau đó, ông quyết định ẩn cư tại chùa Vạn Phật Chân Dung và dành thời gian để tiếp tục việc học hành Phật Pháp của mình. Trừ những khi cơ thể không khỏe hoặc những trường hợp đặc biệt khác, nếu không, ông vẫn duy trì những thói quen điều độ hàng ngày. Vào lúc 16:30 ngày 27 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày mùng 10 tháng 10 theo năm âm lịch, Mộng Tham Lão Sư đã đi dạo một vòng bên ngoài. Lúc trở vào phòng, ông đã nói rằng: "Được rồi, viên mãn rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Và sau đó, ông ngồi thị tịch, thọ thế 103 tuổi. Lúc đó, quang cảnh trên bầu trời Ngũ Đài Sơn xuất hiện rất nhiều mây ngũ sắc. Sự kiện này đã được người dân và những du khách nơi đây ghi lại. Các đệ tử Mộng Tham đã đưa báo cáo an tường của vị lão sư tại chùa Chân Dung ở Ngũ Đài Sơn. Lễ trà tỳ của ông được diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc của hàng vạn tăng ni Phật tử. Mộng Tham Lão Sư được xem là một nhà sư đức cao vọng trọng, có trái tim nhân đạo. Ông dành cả đời để tu hành, thuyết pháp đại thừa, đài sen khắp năm châu, thu nhận vô số đệ tử và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Phát hiện 12 hộp sọ ẩn trong tượng Phật ở chùa cổ nghìn năm Sơn Tây và bí mật ẩn giấu đằng sau. Vào mùa đông năm 1996, cảnh sát tại huyện Phương Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc phát hiện vụ án mạng bí ẩn tại một ngôi chùa cổ nổi tiếng ngàn năm ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát lại tuyên bố rằng họ không thể tiến hành điều tra được nữa. Ngôi chùa nghìn năm có tượng Phật cùng hài cốt ẩn giấu bên trong thuộc huyện Phương Sơn, tỉnh Sơn Tây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và cũng là quê hương của lễ hội Thanh Minh. Trên khu danh lam thắng cảnh này có một ngôi chùa tên là Chính Quả Tự với hàng chục bức tượng Phật lớn nhỏ khác nhau được thờ cúng. Vào năm 1996, chính quyền địa phương quyết định sửa chữa và bảo dưỡng các tượng Phật trong chùa để phát triển du lịch văn hóa, nên đã thuê công nhân địa phương đến để thực hiện. Lý Kim Sơ, người làng Khuê Gia, cũng là một trong những công nhân thực hiện công việc này. Một đêm, khi Lý Kim Sơ đang dọn dẹp tượng Phật thì vô tình lọt ra một mảng vỏ sình bám trên đầu tượng. Lúc đó, Lý Kim Sơ vốn không giàu có, bỗng hoảng sợ vì nghĩ rằng anh đã làm hư hại di vật văn hóa và không có tiền để bồi thường. May mắn là không có ai chứng kiến, Lý Kim Sơ vội vàng nhặt phần vỡ ra và cố gắng đặt vào chỗ cũ. Tuy nhiên, lúc vươn tay lên thì anh lại vô cùng kinh hãi khi thấy phần vỏ đã bung ra, hé lộ một cái đầu lâu. Lý Kim Sơ ngay lập tức nhận ra đây là một bộ xương người và nghĩ rằng đây là một vụ giết người giấu xác. Trong trạng thái hoảng loạn, Lý Kim Sơ chạy ra khỏi chùa và hô hoán lên, thông báo với mọi người. Các nhà sư trong chùa nghe thấy tiếng kêu la, liền kéo đến.
Ai cũng kinh hãi trước cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Ngay cả vị trụ trì cũng chưa từng thấy tình huống như vậy nên đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm. Sau đó pháp y đã kiểm tra xác định nguồn gốc của bộ xương và nói với vị trụ trì của chính quả tự rằng vụ việc này cảnh sát không thể xử lý được, cần phải liên hệ với Cục Di sản Văn hóa. Vì xương sọ nằm trong tượng Phật đã có lịch sử hàng trăm năm. Ngay cả khi trong tượng Phật chứa toàn thân tử thi thì cũng không còn là bằng chứng phạm tội mà đã trở thành di sản văn hóa hay còn gọi là xá lợi. Phật trong thân. Xá lợi là một từ theo nguyên gốc Phạn ngữ, có nghĩa đen là những hạt cứng, được hình thành sau lễ trà tì của các vị cao tăng. Theo khoa học hiện đại thì do thói quen ăn chay lâu năm nên cơ thể của các cao tăng đã tích lũy nhiều canxi oxalat, canxi phốt phát, canxi carbonat và các khoáng chất khác. Khi được hỏa táng ở nhiệt độ cao, những canxi này sẽ được tái kết tinh, trở nên tinh khiết hơn, tạo thành những hạt xá lợi lấp lánh như ngọc. Những hạt xá lợi này có độ cứng hơn xương một chút, nhưng thành phần chủ yếu cũng giống như xương. Hơn nữa, những vị cao tăng có địa vị cao thường được hỏa táng cùng với pháp khí mà họ đã sử dụng suốt đời. Và những viên ngọc thật trên đó cũng tham gia vào quá trình kết tinh, tái tạo những xá lợi đa sắc. Một số vị cao tăng không được hỏa táng mà được bảo quản dưới dạng hình tượng nhục thân bất hoại. Loại xá lợi này được gọi là toàn thân xá lợi hoặc Phật nhục thân. Theo đánh giá của Cục Di sản Văn hóa, tượng Phật được tìm thấy tại chính quả tự là một trong những trường hợp như vậy. Sau đó, họ còn phát hiện 12 tượng thờ tại chính quả tự đều là Phật trong thân của những vị cao tăng đã đắc đạo trong lịch sử Trung Quốc. Bức tượng lâu đời nhất được chế tác từ thời nhà Đường và bức mới nhất là vào thời nhà Minh. Trong số họ thì Vương Phật Điền Chí Siêu là người được biết đến nhiều nhất bởi ông được xem là người Hán đầu tiên trở thành Phật. Điền Chí Siêu từ nhỏ đã theo đuổi Phật Pháp và xuất gia chính thức khi 27 tuổi. Năm 623, ông đến Miến Sơn ở Sơn Tây khởi sự tông phái, tuyên truyền Phật Pháp và trở thành một thánh tăng vĩ đại. Chính quả tự ở Miến Sơn cũng là ngôi chùa do Vương Phật Điền Chí Siêu xây dựng. Mân Giang năm 713. Khoảng 1.500 năm trước, vào thế kỷ thứ 8, tại chân núi Lăng Vân, nơi sông Mân, sông Thanh Y và sông Đại Độ gặp nhau, thường xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến tàu thuyền bị chìm. Truyền thuyết kể rằng có yêu quái gây rối trên dòng sông, vậy nên một vị đại sư từ Quý Châu đến tu hành trên núi Lăng Vân, được gọi là Hải Đồng Đại Sư, đã đề xuất xây dựng tượng Di Lặc Phật để trấn áp yêu quái dưới sông. Nhưng việc tạc tượng cần nguồn tài chính không ít mà tăng sĩ thường rất nghèo, do đó Hải Đồng Đại Sư đã đi quyên góp ở khắp mọi nơi. Sau hơn 20 năm cố gắng, ông cuối cùng đã thu thập đủ số tiền. Nhiều thợ thủ công cũng được triệu tập để chuẩn bị khởi công. Sự việc trên đã thu hút nhiều sự chú ý và lan truyền đến tai một tên quan tham ở địa phương. Hắn ngay lập tức đã dẫn theo một đội người đến gặp Hải Đồng Đại Sư và kết luận công trình này được cho là xây dựng trái phép. Nếu muốn xây dựng tượng Phật lớn thì phải nộp phí xây dựng và phí bảo vệ khoảng 3 vạn lạng bạc là đủ. Hải Đồng Đại Sư rất phẫn nộ nên đã nói với tên quan tham rằng ông thà móc đôi mắt của mình còn hơn phải giao ra số bạc này, bởi chúng phải dùng để tu sửa tượng Phật. Thế nhưng tên tham quan lại không đồng ý. Hắn nói rằng nếu ông mất đi đôi mắt thì hắn sẽ không thu tiền nữa. Hải Đồng Đại Sư đã dùng dao nhọn tự móc đôi mắt mình ra. Tên quan thấy ông quyết tâm đến vậy nên đã lùi thủi rút lui. Năm 713, công trình tạc tượng Phật bắt đầu được triển khai. Do quy mô công trình rất lớn nên Hải Đồng Đại Sư đã không kịp chứng kiến cho đến khi tác phẩm hoàn thành. Mãi đến 90 năm sau, tượng Phật Di Lặc bằng đá lớn nhất thế giới được hoàn thành. Tượng Phật được tạc trên sa thạch đỏ cao 71m, vai rộng 24m, đầu rộng 10m, tai dài 7m, mũi và lông mày dài 7,6m, bàn chân rộng 8,5m và có 1.021 búi tóc trên đỉnh đầu. Tượng Phật Di Lặc nằm ở Lạc Sơn nên còn được gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Vẻ ngoài của bức tượng khác với hình ảnh truyền thống về vị Phật phúc hậu và tròn trịa. Điều này là do Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc, kết hợp giữa hai quốc gia tạo nên một hình tượng lai với kiểu tóc Ấn Độ cùng trang phục Trung Quốc. Hình tượng Phật Di Lặc mỉm cười mà chúng ta thường thấy hiện nay là một hình ảnh đã được Trung hóa hoàn toàn. Hình ảnh của Phật Di Lặc với nụ cười xuất hiện sau thời đại nhà Tống. Trong Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni là Phật hiện tại,
còn Phật Di Lặc là Phật tương lai. Chúng ta có thể hiểu rằng Phật Di Lặc sẽ kế nhiệm Thích Ca Mâu Ni để độ hóa các chúng sinh chưa được độ hóa. Theo Kinh Di Lặc Hạ Sinh, khi Phật Di Lặc tái sinh thì thế giới Sa Bà, nơi lục địa Diêm Phủ Đề thuộc một phần của trái đất, sẽ trở thành cõi cực lạc tuyệt vời với tuổi thọ con người lên tới 84.000 năm. Nếu các hành giả có thể đạt đến thiền định sâu lắng và duy trì nhục thân bất hoại, họ có thể chờ đợi sự xuất hiện của Phật Di Lặc. Đây cũng là ý nghĩa của việc các vị cao tăng tự nguyện hóa thân thành Xá Lợi Phật. Việc thờ phụng Xá Lợi Phật không phải là hiếm thấy trong Phật giáo Tây Tạng, Trung Quốc hay Nhật Bản. Chỉ tính riêng ở Trung Quốc, từ thời Đường đến thời Minh đã có 65 vị Phật trong thân. Nhục thân bất hoại đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc mới thành lập, để phá vỡ mê tín dị đoan, nên một tượng Phật tổ đã bị đập vỡ bằng búa. Khi nhát búa đầu tiên đập vào vị trí ngực của tượng Phật, thông qua lỗ nhỏ, mọi người có thể nhìn thấy được bên trong là nội tạng của người. Tất cả đều cảm thấy sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống. Điều này có nghĩa là tượng Phật được tạo ra từ con người thực sự. Phật giáo có ghi chép về Xá Lợi Thân Phật đầu tiên, đó chính là Lục Tổ Huệ Năng, một thiền sư đời Đường. Lục Tổ Huệ Năng cùng Lão Tử và Khổng Tử được gọi là Tam Thánh Đông Phương, cho thấy vị thế lịch sử cao quý của Ngài. Ngài Huệ Năng là một người rất đặc biệt, xuất thân nghèo khó, mồ côi cha từ khi 3 tuổi và là người không biết chữ. Năm 24 tuổi, Ngài đến chùa Đông Sơn và trở thành sư của thiền phái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Do không biết chữ, Huệ Năng thường dành thời gian để dọn dẹp chùa, nhưng hiểu biết của ông cao đến khó tin. Sự giác ngộ của ông đều được truyền cảm hứng từ tự nhiên, nhận thức thiền trong cuộc sống. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền y bát, đã đưa ra một câu hỏi để môn đồ Viết Thi trình bày kinh nghiệm về giác ngộ. Viết Thi thường là 4 câu tạo nên một thi nhằm ca ngợi Phật giáo. Khi đó, đệ tử hàng đầu của Hoằng Nhẫn là Thần Tú, viết một bài thi với ý là môn đồ của Phật giáo phải giống như cây bồ đề, tâm của họ giống như một gương sáng, luôn luôn cần phải lau sạch nó liên tục, đừng để bụi bẩn làm lấp kín bản tính sáng sủa. Nhưng thầy Hoằng Nhẫn lại thầm lắc đầu, nói rằng bài thi mà Thần Tú rất hay nhưng vẫn chưa thể hiện được sự hiểu biết của ông về giác ngộ, nên hãy viết lại một bài khác. Kết quả sau nhiều ngày suy tư, Thần Tú vẫn không có cảm hứng. Trái lại thì Huệ Năng, người đã phục vụ trong chùa hơn 8 tháng, đã sáng tác một bài thơ dựa trên trải nghiệm cá nhân, rồi nhờ một vị đồng môn viết lại. Đại sư Hoằng Nhẫn sau khi đọc bài thơ của Huệ Năng rất vui lòng trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên vào đêm đó, Đại sư Hoằng Nhẫn đã đi tìm đến Huệ Năng và bí mật giảng riêng cho ông về Phật tánh. Họ đã thảo luận suốt 3 ngày 3 đêm. Thật ra, việc truyền thừa vị trí tổ sư thường phải đối mặt với nguy hiểm vì một số đệ tử xấu xa sẽ không từ thủ đoạn nào để tranh giành địa vị này. Chính vì vậy, Tổ Hoằng Nhẫn cố ý không tỏ ra công khai ban ngày mà chỉ bí mật chuyển y bát vào ban đêm để bảo vệ Huệ Năng. Để tránh bị các phe nhóm truy sát, Huệ Năng phải ẩn danh suốt 15 năm trước khi chính thức xuất gia và nhận chức Lục Tổ. Sau khi viên tịch, Xá Lợi nhục thân của Ngài vẫn không hề bị hư hoại suốt hơn 1.200 năm, vẫn tươi tắn an nhiên. Tại sao Đại sư Tinh Vân lại đến Đài Loan? Nhà sư cuối đời mắc nhiều bệnh tật nhưng vẫn thuyết pháp và mỉm cười vui vẻ trước khi qua đời. Đại lão Hòa Thượng Tinh Vân viên tịch vào chiều ngày 5 tháng 2 năm 2023, đúng ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, hưởng thọ 96 tuổi. Trong những năm cuối đời, Tinh Vân sư phụ cũng chịu đựng nhiều nỗi đau của bệnh tật. Ông bị liệt chân, mắc các bệnh về huyết áp, đường huyết mãn tính. Kể từ năm 2016, sau lần đột quỵ, thì sức khỏe của ông cũng ngày một suy giảm. Vào những năm gần đây, ông còn phải thường xuyên thực hiện những ca chạy thận để duy trì sức khỏe. Trước khi qua đời, Tinh Vân sư phụ được các đệ tử đón từ bệnh viện Trang Cung ở Đài Loan và đưa đến chùa Phật Quang. Vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, ông đã bình an viên tịch, trở về cõi vĩnh hằng mà ông hằng mong ước. Vài giờ sau khi Tinh Vân sư phụ qua đời, nhiều lời chia buồn được gửi đến từ trong và ngoài nước. Người dân ở khắp nơi đều bày tỏ lòng thương tiếc đến với ông bằng rất nhiều cách. Tại sao ông lại được mọi người tôn kính như thế? Câu trả lời thực sự rất đơn giản. Bởi vì Tinh Vân sư phụ là một vị tu sĩ lỗi lạc đã từng đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Ông sinh năm 1927 với tên thường gọi
là Lý Quốc Thâm, pháp hiệu Ngộ Triệt. Quê gốc của ông ở thành phố Thượng Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Tinh Vân Sư Phụ đã có một mối liên kết sâu sắc với Phật Pháp. Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bà nội của mình, một người rất tin vào Phật giáo. Cả đời Tinh Vân Sư Phụ đều dành để tu hành Phật Pháp, tôn trọng Tam Bảo và ăn chay cùng với bà từ nhỏ. Từ khoảng 4-5 tuổi, ông đã học thuộc được Bát Nhã Tâm Kinh. Năm 12 tuổi, ông đã chính thức trở thành tu sĩ tại Chùa Đại Giác ở Nam Kinh và được Chí Khai Sư Phụ nhận làm đệ tử. Bởi vì đã thấy trong kinh điển về những ngôi sao có thể mang lại ánh sáng trong bóng tối, những đám mây bay tự do mà không bị ràng buộc và thể hiện ý nghĩa sâu sắc của hai hình ảnh này, nên ông đã tự chọn cho mình pháp hiệu là Tinh Vân. Chí Khai Sư Phụ là người luôn quan tâm chăm sóc ông, thậm chí có phần kiểm soát hơi chặt chẽ. Năm lên 17 tuổi, Tinh Vân Sư Phụ mắc bệnh sốt rét, nằm liệt giường. Khi Chí Khai Sư Phụ biết được, đã gửi đến cho ông nửa bát dưa chua. Trong thời kỳ khan hiếm, nửa bát dưa chua ấy càng làm cho Tinh Vân vô cùng cảm động. Từ đó, ông đã lập lời thề rằng, cả đời chỉ tập trung tu hành Phật Pháp, cứu rỗi chúng sinh, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chí Khai Sư Phụ. Vào thời còn trẻ, Tinh Vân Sư Phụ được mọi người biết đến với văn phong vô cùng nổi bật. Ông tự mình thành lập và làm chủ bút tờ Tuần San, Giác Thê. Với tinh thần làm việc chăm chỉ, ông liên tục viết ra những bài viết để rèn luyện suy nghĩ của bản thân, đồng thời mở ra một con đường vào vòng văn hóa Phật giáo. Năm 1949, Tinh Vân Sư Phụ trong lúc nguy hiểm đã dẫn đầu đội cứu trợ tăng sĩ vượt biển đến Đài Loan. Đây cũng là chuyến đi quan trọng và đầy nhiều bất ngờ nhất của Tinh Vân Sư Phụ. Ngay sau khi đến Đài Loan, ông và đoàn người đã bị kết tội là gián điệp mà bị bắt giam. 23 ngày sau, đoàn người của ông đã lấy lại được tự do. Nhưng sau cú sốc này, những tu sĩ trước đây cùng đến Đài Loan dần dần rời đi, mỗi người một hướng. Chỉ còn Tinh Vân Sư Phụ là chọn ở lại nơi này. Trong hoàn cảnh khó khăn tuyệt vọng, ông đã dùng ngòi bút của mình để đặt dấu ấn trong vòng văn hóa Phật giáo với tác phẩm Tiếng Hát Trong Thầm Lặng. Dần dần đóng góp nhiều bài viết cho các phương tiện truyền thông khác nhau để truyền bá Phật Pháp. Cũng trong thời gian đó, ông đã viết và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quyển sách này được ca ngợi là ngôi sao của văn học nghệ thuật Phật giáo, mở ra một con đường mới cho việc quảng bá Phật giáo thông qua văn hóa. Hơn ai hết, Tinh Vân Sư Phụ cảm nhận được rõ ràng là để Phật giáo có tương lai thì cần phải coi trọng giáo dục. Năm 1967, ông dẫn dắt các đệ tử của mình để cải tạo núi Phật Quang, một nơi đất nghèo, cỏ dại mọc um tùm, nằm trên một ngọn đồi vùng hẻo lánh. Trải qua 10 năm xây dựng, từ việc chuyển đất đá, rời núi, lấp mương, thì cuối cùng Tinh Vân Sư Phụ cùng các đệ tử đã thành công xây dựng nên một trong những ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới, chính là Phật Quang Sơn. Kể từ đó, giáo dục Phật giáo tại Đài Loan được tiếp tục bảo tồn. Núi Phật Quang đã trở thành một địa điểm hiện đại kết hợp giáo dục, văn hóa và truyền bá Phật Pháp. Nhờ những kết quả trên, Tinh Vân Sư Phụ càng ngày càng kiên định với quyết tâm đi theo con đường truyền bá văn hóa Phật Pháp. Nhiều thập kỷ sau, với niềm tin rằng văn hóa có thể truyền bá Phật Pháp, ông đã thành lập 9 viện bảo tàng, 26 thư viện, 12 nhà xuất bản và cửa hàng sách, một bệnh viện Vân Thủy, 16 học viện Phật học trong rừng, hơn 50 trường đại học, trung học và mẫu giáo. Ngoài ra, ông cũng sáng lập tờ nhật báo đầu tiên của Phật giáo là Phật Quang Học Báo, biên soạn và xuất bản cuốn Kinh Phổ Môn, làm chủ bút tờ Nguyệt San, Đời Sống và xuất bản nhiều cuốn sách khác. Những tác phẩm của ông sau này còn được dịch sang tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha cùng hàng chục ngôn ngữ khác. Năm 1964, ông cho in cuốn từ điển Hoa Anh nhằm từng bước thực hiện con đường quốc tế hóa Phật giáo. Dấu chân ông lan rộng từ Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Philippines sang Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Ngoài đóng góp cho Phật Pháp, thì một lý do khác mà Tinh Vân Sư Phụ được mọi người ngưỡng mộ chính là cách ông cư xử và hành động luôn thể hiện đức hạnh cao cả. Trong suốt cuộc đời, ông luôn tuân theo triết lý tam hảo, tứ cấp, ngũ hòa. Tam hảo là làm việc tốt, nói lời tốt, tâm ý tốt. Tứ cấp là truyền đạt niềm tin, làm người khác vui vẻ, mang lại hy vọng và thuận tiện cho mọi người. Ngũ hòa là sự tự an tâm, gia đình hòa thuận,
tôn trọng lẫn nhau, xã hội hài hòa, thế giới hòa bình. Tinh Vân Sư Phụ đã giúp đỡ vô số người nghèo khổ dựa trên ba nguyên tắc làm việc tốt, nói lời tốt, tâm ý tốt. Ông cũng mạnh mẽ theo đuổi tinh thần siêng năng và tiết giảm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và nguyên tắc trong đời sống hàng ngày. Dù đã đạt được vị trí cao, phản đối việc tiêu dùng xa xỉ lãng phí, nhấn mạnh về việc chi tiêu cần có mức độ và trung thực. Tinh Vân Sư Phụ thường xuyên nhắc nhở đệ tử về việc tiết kiệm để có thể nhận được nhiều phước lành. Một số phương tiện truyền thông từng hỏi ông rằng sự nghèo đói hay hạnh phúc có được quyết định bởi Phật giáo hay không? Câu trả lời của Tinh Vân Sư Phụ lúc đó chính là một vị tu sĩ thực sự sẽ không có ham muốn xa hoa. Vì vậy ông không cảm thấy bản thân mình là một người nghèo. Hơn nữa, việc sống tiết kiệm có thể rèn luyện ý chí, cho con người trí tuệ sáng suốt. Điều này còn đáng quý hơn cả tiền bạc. Ông còn nói một cách hài hước rằng hơn 1.000 nhà sư ở núi Phật Quang đều là những người nghèo. Tinh Vân Sư Phụ cũng rất xem trọng việc đối xử khoan dung với người khác, bởi ông nghĩ rằng khoan dung là một biểu hiện của sự lương thiện. Lý do thứ ba mà Tinh Vân Sư Phụ được cả thế giới tôn trọng không chỉ vì những ảnh hưởng sâu sắc mà ông đã truyền lại trong quá trình quảng bá văn hóa Phật giáo, mà còn liên quan đến những tác phẩm kinh điển và lời dạy của ông. Số lượng tác phẩm và lời dạy mà Tinh Vân Sư Phụ để lại trong đời lên đến hàng chục triệu từ. Có người đã từng nói rằng trong hàng triệu từ ấy đã chứa đựng sự giảng dạy của Ngài về mọi mặt trong cuộc sống con người. Khi nói về sự giàu có, ông đã có những bài thuyết pháp rằng giàu có nhưng bất mãn thì đó chính là nghèo khó. Nghèo nhưng hài lòng thì đó mới là người giàu nhất. Giàu hay nghèo phụ thuộc vào chúng ta có biết cách hài lòng hay không. Ông lý giải rằng việc an phận, hạnh phúc và Phật giáo có điểm chung. Người theo đạo an phận hạnh phúc không cảm thấy nghèo. Khi nói về cách người bình thường học Phật, Tinh Vân Sư Phụ cũng đã có bài giảng rằng học Phật thực chất là học chính mình để hoàn thiện bản thân. Người tu hành có lòng tự trọng tuyệt đối, nên hầu hết họ đều không để mắt đến thế giới. Ai có đủ can đảm để từ bỏ cái tôi của mình, chính mới là giác ngộ, cũng là tấm gương của một người học Phật. Tất cả chúng sinh trên thế gian đều có thể thành Phật. Bạn cũng không cần phải trở thành tu sĩ mới có thể học Phật. Đối với những vấn đề sự sống và cái chết mà người thường quan tâm nhất, Tinh Vân Sư Phụ cũng từng nói một lần rằng điều ông không sợ nhất chính là cái chết. Sẽ không có vấn đề gì nếu mình qua đời, bởi tinh thần con người sẽ không bao giờ chết. Ngoài ra còn có một trong những trích dẫn kinh điển nhất của cuộc đời Tinh Vân Sư Phụ, rằng điều tuyệt vời nhất trên thế giới là niềm vui. Hành động tử tế quý giá nhất trên đời là tình bạn. Sức mạnh lớn nhất trên thế giới là sự kiên nhẫn. Ý chí mạnh mẽ nhất trên thế giới là sự sẵn lòng. Một triết gia đã từng nói, nếu một người mỉm cười khi qua đời và mọi người khác đang khóc thương, thì cuộc sống như vậy là trọn vẹn. Tinh Vân Sư Phụ viên tịch với một nụ cười trên khuôn mặt, mọi người xung quanh đều rơi nước mắt tiếc thương, chứng tỏ cuộc đời 96 năm của ông đã thật hoàn hảo. Hiện tượng màu nhiệm xuất hiện khi lão sư Nguyên Âm viên tịch. Hoa sen ba màu từ trên trời rơi xuống khi ông được hỏa táng. Và lời tiên tri bí ẩn trước khi qua đời. Đây là video có thật từ năm 2000, ghi lại cảnh hỏa táng của trưởng lão Nguyên Âm. Trong lúc hỏa táng, một đóa hoa sen bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, khiến những người có mặt tại buổi lễ vô cùng ngạc nhiên. Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài tới 45 phút. Điều càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là trưởng lão Nguyên Âm dường như đã biết trước thời khắc ra đi của mình. Trước lúc lâm chung, ông còn để lại cho hậu thế một lời tiên tri bí ẩn. Liệu ông có thực sự dự đoán trước tương lai hay không? Và nội dung của lời tiên tri ấy là gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Trưởng lão Nguyên Âm viên tịch vào ngày 5 tháng 2 năm 2000, thọ 96 tuổi. Qua sự mô tả của chúng đệ tử, ông đã có ý định ra đi từ năm 1989. Sau khi các đệ tử biết được, họ đã khẩn thiết cầu xin ông tiếp tục ở lại để giúp đỡ mọi người cùng tu hành. Do không muốn để họ buồn phiền, trưởng lão Nguyên Âm mới đồng ý ở lại cho đến năm 1999. Cho đến một ngày năm 1999, ông đột nhiên gọi vài vị đệ tử thân tín đến bên cạnh, nói rằng ông sẽ viên tịch vào năm 2000 và mong họ sẽ đặt thi thể của ông lên núi Phổ Đà để 2 tháng sau hãy hỏa táng.
Các đệ tử lại một lần nữa khẩn thiết khuyên ông ở lại, nhưng lần này trưởng lão Nguyên Âm đã từ chối. Ông nói rằng có sinh, ắt có tử, ngay cả Đức Phật cũng như vậy. Và mặc dù cuộc sống của ông kết thúc, nhưng ông sẽ không rời xa mọi người. Mặc dù chúng đệ tử cảm thấy vô cùng đau buồn, nhưng họ cũng hiểu đây là con đường mà mỗi người tu hành phải trải qua. Để tránh gây ảnh hưởng đến các đệ tử khác, trưởng lão Nguyên Âm cũng không tiết lộ việc này với những người khác. Thay vào đó, ông vẫn tụng kinh niệm Phật như thường lệ, hoàn toàn không để tâm đến vấn đề nhập diệt. Sức khỏe của ông cũng rất tốt. Mỗi ngày khi thuyết pháp cho các đệ tử, giọng nói ông vẫn còn vang dội và đầy sinh lực. Cuộc sống hàng ngày của trưởng lão Nguyên Âm vẫn rất bình thường, không có một dấu hiệu nào cho thấy ông sắp phải ra đi. Cho đến sáng ngày 5 tháng 2 năm 2000, vị lão tăng Bộ Nhiên nói với người bên cạnh rằng ông muốn trở về quê nhà. Cả ngày hôm đó cho đến bữa tối, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Ông cũng không hề có dấu hiệu sắp viên tịch. Thậm chí trước đó, trưởng lão Nguyên Âm còn thảo luận về Phật Pháp với mọi người. Khoảng 40 phút sau, ông bỗng ngẩng đầu nhìn lên không trung như đã cảm nhận được điều gì đó. Sau đó, trưởng lão Nguyên Âm từ từ ngồi xuống rồi viên tịch. Theo triết lý Phật giáo, khi một người qua đời thì thân xác được hình thành từ 4 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió và lửa sẽ tự nhiên tan rã. Quá trình này thường rất đau đớn. Tuy nhiên, trưởng lão Nguyên Âm lại qua đời một cách nhẹ nhàng và thanh thản trong tư thế tọa thiền. Người ta nói rằng chỉ những người đạt được thành tựu thật sự mới có thể đạt được trạng thái ra đi nhẹ nhàng đến như vậy. Điều kỳ lạ là trong buổi lễ hỏa táng, một bông sen màu xanh xuất hiện trên bầu trời và dần hạ xuống, khiến những người có mặt tại đó vô cùng ngạc nhiên. Buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm, cơ thể trưởng lão Nguyên Âm được phủ lên một chiếc khăn mỏng. Gương mặt ông vẫn yên bình như đang trải qua một giấc mộng đẹp. Xung quanh đều là những nhà sư đến để tụng kinh cho ông. Cho đến khi mọi nghi lễ hoàn tất, mọi người cùng đặt ông vào quan tài. Tay và chân của trưởng lão Nguyên Âm được phủ kín bởi các kinh điển. Nhiều đệ tử ngồi bên cạnh không ngăn được nước mắt, nhưng lại phải kiềm chế tiếng khóc và im lặng cầu nguyện cho ông. Nhiều người kể lại, từ thời điểm trưởng lão Nguyên Âm viên tịch cho đến vài ngày sau, họ có thể cảm nhận được một hương thơm lạ thường xuất hiện trong phòng. Cho đến khi ông đưa vào quan tài thì mùi hương ấy mới dần biến mất. Sau khi lễ niêm phong quan tài kết thúc, những người có mặt trong buổi lễ sẽ lên thuyền để thả những sinh vật nhỏ để tích lũy công đức cho ông. Với các đệ tử, việc cứu sống những sinh linh đang hấp hối sẽ giúp chúng tỏ lòng biết ơn sâu sắc hơn, cũng giúp họ tích lũy phước đức lớn hơn. Ngoài ra, phóng sinh cũng là một hành động giải thoát khỏi, cứu rỗi sự đau khổ của chúng sinh, khơi gợi lòng từ bi lớn lao, làm cho người tu hành ngày càng đồng lòng với Phật. Theo nguyện vọng của trưởng lão Nguyên Âm, các đệ tử mang ông đến núi Phổ Đà và đặt tại đó trong 2 tháng. Hàng ngày, số người đến viếng ông nhiều không đếm xuể. Đến ngày hỏa táng, sau nhiều ngày trời mưa liên tục, thì thời tiết bắt đầu trở nên tươi đẹp lạ kỳ. Bầu trời không mây, biển trời một màu, núi Phổ Đà nằm giữa biển cả, thật sự trở thành một cõi tịnh độ. Nhiều tín đồ đã biết trước thời gian hỏa táng cũng đồng lòng đến khu vực lò hỏa táng trên núi Phổ Đà để tiễn biệt ông lần cuối. Dưới sự chứng kiến trực tiếp của mọi người, quá trình hỏa táng bắt đầu. Trong lúc đang chờ đợi quá trình hỏa táng, mọi người đã chứng kiến được sự kiện đáng ngạc nhiên khi một làn khói màu tím liên tục thoát ra khỏi lò hỏa táng, sau đó chuyển thành màu vàng và lan tỏa khắp nơi. Đồng thời trên đầu mọi người, một ánh sáng màu xanh xuất hiện có hình dạng giống như một bông sen. Thêm 3 tia sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống. Một tia chiếu trực tiếp vào đám đông, 2 tia sáng khác chiếu vào 2 bên, che phủ hoàn toàn mọi người hiện diện. Phần viền của bông sen màu xanh cũng có ánh sáng màu tím di chuyển qua lại. Cảnh tượng kỳ diệu này đã khiến nhiều người hiện diện cũng cảm thấy ngạc nhiên. Theo quan điểm Phật giáo, hoa sen xanh xuất hiện trên bầu trời cùng 3 tia sáng vàng phát ra có tác dụng ban ơn cho những người đang có mặt. Đó chính là dấu hiệu tiên báo cho việc truyền thừa pháp môn của trưởng lão Nguyên Âm sẽ mang lại phước lành cho mọi người và soi sáng thế giới. Ngoài ra, sau khi quá trình hỏa táng kết thúc, bầu trời ban đầu đang quang đãng, bỗng xuất hiện một đám mây hình rồng. Những đám mây tốt lành đã dừng lại trên lò hỏa táng một thời gian dài, đôi khi chúng còn di chuyển qua lại. Sau quá trình hỏa táng, lúc mọi người đang thu thập tro cốt, thì một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Các đệ tử và tín đồ không chỉ tìm thấy nhiều tro cốt,
mà ngay lúc đó, họ đã phát hiện dưới bầu trời quang đãng không mây, một ánh cầu vồng màu sáng rực rỡ đã xuất hiện, phát ra 4 tia sáng vàng bao phủ toàn bộ khu vực hỏa táng. Hiện tượng này đã kéo dài đến 40 phút và được coi là điều may mắn. Sau khi tro cốt được thu thập hoàn toàn, các đệ tử theo ý nguyện của trưởng lão Nguyên Âm đã giải tro của ông xuống biển. Tín đồ Phật giáo tin rằng hình thức chôn cất trên biển này là sự tiếp tục của hỏa táng. Nó phá vỡ quan niệm truyền thống về việc chôn cất. Đối với quan điểm của Phật giáo về vòng luân hồi, họ cho rằng người sau khi qua đời sẽ đi đâu phụ thuộc vào hành động trong đời sống. Trưởng lão Nguyên Âm đã dành cả đời để tu tập Phật Pháp, tích mọi phước lành, thậm chí sau đó đã sử dụng hình thức hỏa táng để gia tăng phước lành cho chúng sinh thông qua những hiện tượng kỳ diệu. Thông qua việc không ngừng tích lũy phước đức, một người mới có thể tiếp tục đi lên trên đạo luật luân hồi, tu luyện bản thân trở thành Bồ Tát. Vào lúc nghi lễ mai táng sắp kết thúc, một đệ tử của trưởng lão Nguyên Âm lại tiết lộ một thông tin khiến mọi người kinh ngạc, rằng trước khi qua đời, ông đã để lại một lời tiên tri bí ẩn rằng 100 năm một con rồng, 100 năm một con phượng. Rồng nằm tại Linh Sơn, phượng ẩn tại Lệ Thủy, chúng sẽ thống trị thiên hạ, uy lực lan tỏa muôn đời. Điều này có nghĩa rằng có thể trong khoảng 200 năm sẽ xuất hiện một con rồng và một con phượng, sẽ dẫn dắt con người vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rồng và phượng này chính xác là ai và dự đoán của ông đề cập đến điều gì vẫn còn là một bí ẩn. Điều quan trọng tâm linh cuộc sống muốn nói đến chính là hình ảnh lão sư Nguyên Âm tu hành đạt mức kỳ diệu, cả đời tu tập Phật Pháp, tích mọi phước lành, cho đến lúc viên tịch vẫn luôn nghĩ đến chúng sinh. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.